Xin chào tất cả bà con. Chào mừng tất cả bà con đã đến với cái xóm của chúng tôi. Cái xóm này được gọi là xóm Tam Tấu. Tại sao vì gọi là xóm Tam Tấu? Bởi vì cái xóm này chỉ có 3 người. Người thứ nhất là tôi, là ông tổ trưởng. Người thứ hai đó chính là bà già. Dân. Và tiếp theo người thứ ba cũng là người cuối cùng. Đó chính là ai? Đó chính là em của bà già. Đó là bà Di. Dân. Kính thưa tất cả bà con, cái xóm này chỉ có 3 người cho nên là tụi tôi sống với nhau rất là chan hòa và yêu thương lẫn nhau. Nói em mới gặp hiểu coi. Nghe em đâu mới gặp hiểu coi. Bước ra đây. Sáng sớm bà luôn manh đồ mèo dữ vậy? Luôn manh gì? Nè, chị nói cho em nghe nha. Chị đã nói với em rồi, Tết Nhất tới nơi rồi. Phải đóng tiền cáp đầy đủ đi, để Tết Nhất còn có tivi mà coi Cười Xuyên Việt với người ta chứ. Không đóng tiền cáp, lấy tiền đi niệm răng. Đó, rồi bây giờ không có cáp mà coi Tết Nhất là sao? Danh cái gì? Bà nha sĩ bà cười đó. Chúng nó cười em. Chúng nào? Mà đâu phải chúng sửa đâu. Chúng cũng sửa dữ dội lắm nè mà chúng cười em. Mà bây giờ sao? Mắc cười quá à. Bây giờ Tết Nhất tới nơi rồi và không có tiền đóng tiền cáp thì bây giờ em không đóng được, thì chị đóng giùm em đi. Không đóng tiền cáp mà lấy tiền muôn chó lưu về chi vậy? Chó ở đâu? Đây nè. Ủa? Trời đất ơi, cái đầu. Cái con điền răng là tôi nè. Trời ơi, quá điền răng thiệt. Đâu? Y lấp lánh nè. Lấp lánh hả? Không có đánh mông bà già nghe không? Mệt hai bà quá đi. Tết Nhất tới nơi còn hả cãi lộn lẫn nhau không nữa. Không có cáp coi chương trình Tết kìa. Bây giờ không có cáp coi chương trình Tết thì qua nhà tôi. Qua nhà coi tivi. Bỏ đi cha, cha chung đừng dây cáp với nhà tôi mà cha lanh quá à. Chết rồi. Nó cắt sạch luôn rồi. Ê, mà bây giờ tôi nghĩ vậy nè, Tết Nhất tới nơi thì không có gì vui. Bà già, bà đứng ra bà làm gì vui tôi coi coi. Trời đất ơi. Ủa bố bà già em chú Hề đâu làm cho vui. Vậy thôi bà gì em bà già ra làm gì vui đi. Trời đất ơi, bà gì của chú Hề đâu làm cho vui. Rồi bà là ai? Tôi là bà già. Bà này bà gì? Bà gì là gì? Em bà già. Mà bà già chỉ bà gì? Bà gì em bà già. Bà già chỉ bà gì? Còn bà là bà gì? Bà vú. Trời ơi, trời đất ơi, trời ơi một cái sự lộn nhẹ ở đây. Thôi mệt quá. Bây giờ tôi nói nghe nè. Sao? Bây giờ á hai bà làm cái này vui rồi mà tôi cũng chưa thấy vui lắm đâu. Vui không có vui, tôi cũng không có vui đây nè. Sao vậy? Trời đất ơi, Tết Nhất tới nơi mà buồn yêu à. Vậy là Tết năm nay nhà tôi lạc mất mùa xuân rồi. Trời ơi, nhà chị lạc mất mùa xuân chắc nhà tôi lạc trôi quá à. Trời đất ơi, vậy là bây giờ tôi cũng bị lạc đề luôn rồi. Trời ơi, bà lạc đề chứ tôi lạc giới quá. Thôi đây, mệt hai bà quá. Tôi ước gì cái mùa xuân này hai bà lạc nhau luôn đi. Lạc nhất. Làm gì vậy? Gì vậy? Nhục. Diễn không vui hơi nhục. Nói nghe. Ba đứa mình ra nãy giờ chưa vui lắm đó nghe. Ê, nhưng mà cứu mình không chứ để kỳ lắm nghe. Nhóm Tam Tấu mà như tam tai vậy trời. Ê, nhiều khi á tôi cúng cầu siêu luôn cũng được á. Ê, bữa nào em với chị ra ngã ba cúng không? Cái đó tâm cô. Ê, một cô nè, hai cô nè, ba cô nè. Gì vậy bà? Thấy chưa? Đàn ông mà đòi làm cô không à. Ê, tôi nói cái vòng này là cái gì không? Cái đôi tay đàn ông mà tấm lòng là của người mẹ. Mẹ không? Rồi bây giờ sao? Bây giờ tôi nói nghe nè, bây giờ mệt quá. Bây giờ muốn vui đúng không? Vui không? Tôi biết được có một cái nhóm này. Nhóm nào? Nó ở trên xóm trên. Sắm trên sao? Nó tự nhiên tôi thấy nó bán cái gì nhiều lắm, nó kéo nguyên cái tivi này nha ha. Nó bán cái gì? Nó bán gì tùm lum. Nó bán tùm lum hả? Có bán thân không? Cái gì vậy? Tôi mua tôi xài. Tự nhiên nó bán thân em sao em kỳ quá à. Bây giờ muốn mua tivi đúng không? Muốn mà mua tivi đâu có cái cáp đâu mà coi. Tôi có nghe nó nói luôn, nó có bán cái gì? À, cái đầu thu là bây giờ lấy cái đầu thu đó gắn vô cái tivi là bà coi tivi được rồi. Thấy được hả? Trời, hồi xưa mình coi đầu máy, giờ tụi nó coi đầu thu không. Rồi đợi đi, tôi kêu nó vô. Kêu nó vô đi. Ê, khoan. Mà kêu tụi nó vô, tụi nó phải làm cho vui mới có tiền nha. Đúng rồi. Thưởng tiền cho nó rồi mình muốn ủng hộ nó nữa. Nhất định tụi mình phải làm khó nó. Vô. Sao mà đàn ông mà nắm tay nhau đi vô vậy? Nắm tay nhau cho nó tình cảm cô à. Dạ, hai thằng con xin được chào tất cả mọi người ở đây ạ. Dạ, nhân dịp năm mới xin có một chút quý cô quý vị ở đây. Dạ, xuân phát tài như ý, Tết thịnh vượng an khang và đặc biệt mặt không bao giờ bị nổi tàn nhang. Trời ơi, hay má vậy, bán cái gì vậy? Dạ, xin giới thiệu với lại cái giọng này bộ bán keo diệt chuột hả? Dạ, giọng tiếp thị đó cô. Vậy đó hả? Chứ bán cái gì giới thiệu rồi lên đi. Dạ. Không lên coi. Vui lên. Tết ông mà. Này, ta chưa kịp nói đồ vui vui, ông mới không vui. Không lên đi. Giới thiệu đi. Dạ, xin trân trọng giới thiệu với mọi người ạ. Bọn con là những người mang tới niềm vui cho mọi nhà, mọi người. Bọn con chính là nhân viên tiếp thị ạ. Bọn con mang tới những món đồ rẻ nhất, những món đồ tốt nhất, những món đồ đẹp nhất để phục vụ tất cả mọi người ạ. Không biết là mọi người đang cần mua cái gì ạ? Cái gì cũng cần mua hết trơn á. Dạ, ở ngoài con nghe láng thoáng là đang cần mua một chiếc tivi đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tivi bọn con có tivi. Dạ, xin phép bà cô. Là bà cô. Bà ông chú đây nè. Chú nhà. Bà ông bà cô. Ông bà cô thì thôi mà quý quá mà sẽ nhìn nó rói cả đầu hình. Vâng, và sau đây xin mời tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng chiếc tivi của tụi con đây. Hay quá, qua bên này ngồi nè. Coi nó làm gì. Trời ơi. Ê, cái này quen quá bay. Này mùa nào cũng TV có, là phải quen chứ cô, nhà nào có tivi mà. Ê, tivi này, mà lạ là sao? Cái này là cả bộ lạc coi hay sao bự dữ vậy ba? Dạ, đây là chiếc tivi thông minh đúng không? Ê, trời ơi, đừng vô, tôi vô truyền hình này. Đây là mặt sau. Sao vậy? Cô lại đây. Cô ơi, đi vô lại đây cô. Đây là một chiếc tivi rất thông minh, không cần cáp, không cần dây điện. Cô có nhìn thấy gì không? Không. Cô bị mù à? Vừa lắm. Cô nhìn kỹ đi, cô nhìn thấy gì không? Thấy. Thấy gì không cô? Toàn người nổi tiếng mà không thấy à? Tao nói tao thấy mày điếc hả? Thấy hả? Tại con tưởng con vẫn là con nghĩ cô bị mù. Rồi cô thấy gì nào? Cô có thấy giám khảo xinh đẹp Kiều Anh không? Thấy, thấy, con thấy. Cô có thấy vận động viên cử tạ Vân Sơn không? Thấy, thấy. Đó, cô có thấy trời ơi anh Dương Lâm Đồng Nai không? Không có thấy, chỉ thấy cái sống mũi thôi. Đó. Dạ. Đây là một chiếc tivi rất thông minh. Tivi thông minh là khán giả không thấy diễn viên thấy toàn khán giả không ha? Dạ đúng rồi. Rồi mình coi làm sao? Thì mình thích thì mình coi thôi đó, bây giờ đi vô trong đây là coi. Ví dụ cô muốn anh Dương Lâm làm gì này? Mình muốn anh Dương Lâm thôi con ra điều kiện đi cho vui. Anh Dương Lâm hát một bài đi. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Go. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Rồi lẹ đi mấy đứa ơi. Chuyển kênh đi, chuyển kênh đi. Rồi chuyển kênh nha. TV là ngộ nghệ. Rồi Hồng Thanh. Phan Phan, hình như là mình có gì ngược đời rồi. Có gì ngược đời cô? Tức là cái người coi ngồi đây chỉnh kinh nào diễn viên trong đó phải diễn. Đúng rồi. Đây để em nói. TV của tụi em rất là hiện đại, những TV khác đó là sao? Là chúng ta xem TV là phải chỉnh đài, nhưng đặc biệt TV của chúng ta là phải điều khiển được diễn viên. Dạ, bây giờ cô có muốn mua TV này không ạ? Bây giờ chưa thử rồi, coi phải có cái gì hay chứ. Bây giờ thử quá trời rồi mà cô. Bây giờ tôi muốn coi cái TV, tôi bấm sao TV phải hát. Đúng rồi chứ. Cô bấm đi con. Chứ tự nhiên ở trong đó chọn tôi sến chứ bắt tôi múa hoài sao tôi múa. Tại cái này là TV thông minh mà con. Bây giờ bước vô tôi bấm. Dạ. Tin buồn nè. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Chồng cha anh chúng tôi là cụ Trần Chắc Chết. Sau một thời gian lâm bệnh quá nặng, sổ mũi nhức đầu, viêm mũi, viêm xoang. Tuy đã được các bác sĩ trong bệnh viện thú y 113 tận tình bớt thuốc và nhận phong bì. Đổi kênh. Phim hoạt hình đi. Hoạt hình. Nàng tiên cá. Ủa Tôm ra rồi. Bạn đi đâu vậy? Ôi, để xem Cười Xuyên Việt. Bạn ăn uống gì chưa? Chưa. Dạ, Tôm và Jenny xin chào tất cả các bạn. Chưa có được hết. Tiếp luôn, dẫn đến kênh hoạt hình. Hoạt hình tiếp phần 2. Tôm ơi. Sao bạn? Mình thèm bị gọi quá. Tí mình mua cho. Dạ, Tôm và Jenny xin chào các bạn. Phần 3 luôn. Coi tới 15 phần là thôi cô ơi, bọn con bán cái tivi. Nãy chú quảng cáo tivi bên chỗ con không? Đúng rồi. Đem cho con 10 cái liền nha. Cảm ơn. Trời ơi, tivi mà nó làm như kẹo đem 10 cái. Trời ơi, tại họ đó trông nhớ sớm tụi nó không đó chứ đâu. Tụi bay mướn người quảng vô bạn quảng bá TV hay không? Dạ không có đâu cô, người ta thích người ta mới mua một chiếc TV thông minh như vậy, mà tại sao cô không mua là sao? Cái TV này rồi, bây giờ thì ngoài cái chức năng mà bấm bài nào nó có ứng bài đó thì bây giờ còn có chức năng nào nữa không? Không hết chức năng rồi cô, con bán được cái TV không lời được bao nhiêu rồi, bây giờ vào đấy cô đầy quá. Thôi bây giờ bọn con sẽ giới thiệu những sản phẩm khác. Giới thiệu đi. Dạ. Này tạm thời mua đi để em để vô. Dạ dạ. Còn bán gì nữa? Nó còn ở đây mà cô. Tivi tụi con có đẩy lung ta lung tung vậy. Để đây. Mày bán mà mày khó mà. Không giữ cái gì. Thư đại thường. Cái con quỷ là kia ra, con quỷ series nha. Con thấy nó còn bạn ta lắm rồi nha. Như con thấy thì nhà mình đang chuẩn bị đón Tết đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng. Tết thì các cô các chú có dùng rượu bia không ạ? Có chứ. Dạ, và sau đây là sản phẩm bia. Bia bộ hả? Trời ơi lâu quá không gặp. Trời ơi đã ăn chơi tè lè, đi về nhà vợ nói là phải nghe, vợ dặn khi đi nhậu nhớ mua ngày món ngon về nhà. Trời ơi sáng sớm đi nhậu rồi không về, hôm nào tôi xỉn tôi về. Nhớ đi luôn chớ quay mà về đây. Hả? Sao bia rồi chưa về? Hôm nào tôi xỉn tôi về. Uống cái bia về lâu sẽ chảy. Bia truyền thông Khang, an khang thịnh vượng, mát gan bổ thận. Một người uống, hai người vui. Trời ơi, hay quá. Bia truyền thông Khang đó đây. Mua dạ, không mua là em báo ông đất tiền Khang liền. Mua rồi nha cô, nói mua một sản phẩm rồi. Để qua đây, liền để bàn cho cô. Tụi mày đưa cái này ra dễ gì không dung dám mua mày. Cô không? Dạ, cô uống bia thì cô có sợ nhức đầu không ạ? Sợ luôn. Đó, và sau đây là sản phẩm thuốc nhức đầu. Đâu? Quảng cáo sao cho đâu? Trời ơi. Trời ơi, nhức đầu không? Không nhức. Trời ơi. Nhức đầu không? Mày nhức đi. Đau không? Không nhức. Tại sao không nhức? Tại vì để uống thuốc nhức đầu hiệu đầu lâu, còn lâu mới nhức. Cô vui hay quá, hay mua luôn, hay quá. Đưa đi còn gì nữa không? 30 chai mua. Trời ơi bán được 2 món xíu. Lộn chai rồi. Lấy lộn chai gì vậy? Trời thuốc này thì ba ơi. Mình quá quý không đâu. Cô cứ coi bọn con là hàng tạp hóa đi. Rồi bán cái gì nữa không? Tết thì cô thường trưng cái hoa gì ạ? Thời qua mai đó, nguyên buồn đó. Đúng rồi. Hình như là bị sâu đấy. Hả? Bị sâu này. Ủa? Mai bị sâu hả cô? Trời ơi, Tết mà cô trưng mai có sâu là xui lắm. Sau đây là hồi nào giờ là bông chỉ có ong có đậu vô chứ có sâu không? Bông là sâu đục thân. Mày giỏi quá, bắt sâu đục thân. Cô có học sinh học không? Thôi vậy thí dụ mà sâu nhiều quá có cách nào không con? Có chứ cô. Cách sao? Lên. Lửa tấu nữa hả? Vâng, mùa xuân là mùa của nỗi nhớ, là mùa của những con tim thường lén để tìm nhau, là mùa của những trái câu xanh duyên với lá trầu cùng chú rể và cô dâu trong ngày vui hạnh phúc. Mùa xuân này cho em ngày đám cưới, cho em miếng trầu thấm đỏ làn môi, để khi anh thấy em đứng em ngồi, cho anh ngắm anh nhìn non con mắt. Em gái ngày xưa nay đẹp lắm, có phải em là nàng công chúa thiên nga từ 9 tầng mây rơi xuống sân nhà cho anh hạnh phúc đến một ngày. Em sẽ đám cưới mà. Nhanh lên. Kính thưa quý vị, và ngày Tết là phải có đám cưới, và ngày Tết phải có hoa mai. Đó, hoa mai là phải có sâu, cho nên không thể thiếu thuốc trừ sâu. Sau đây là thí nghiệm của chúng tôi. Trời đất ơi. Bà con thấy chưa? Người còn chết, huống chi là sâu. Trời đất ơi. Hay quá. Công nhận có chương trình này nhân văn nè. Lấy mạng người ra thử nghiệm. Chú ơi, chú gì nữa? Có thuốc trừ sâu không? Đem cho con 100 chai, nhanh nha. Cảm ơn. Bác nhỏ lại. Cái con đó vợ cha đời đó. Mày muốn mày tự hay mua 100 chai chứ? Nước túi hay mua 100 chai? Cô đang làm hành động gì vậy? Có bán kem đánh răng không? Con nhớ mặt cô rồi nha. Mặt tao sao? Mặt tao mà nhớ thì sao? Cô là... Tao là cái gì? Thánh chửi đúng không? Tao biết chửi đâu mà thánh gì không thánh. Nãy giờ con thấy cô chửi lắm, cô có muốn không chửi không? Muốn. Nó không chửi nó lấy gì nó ăn. Vô gì cái gì? Tao nói mày là cái thứ gì chứ không phải thứ 7 chủ nhật ha. Cái thứ mà qua không quốc gia phá cầu. Tao nói mày là cái đó. Cái gì mà hết chửi vậy? Hút mũi ăn vô hết chửi. Ê, tao bị hô. Thuốc gì hay vậy? Cá khô ăn vô hết hồn. Trời đất ơi. Cô đẹp toàn diện khỏi đi phẫu thuật rồi đó. Trời ơi. Mày nha mày. Thích nhất cái câu mà thứ gì chứ phải thứ 7 chủ nhật. Im đi. Mày vẫn đời mà gian ác nha. Lên. Quốc kìa. Nó diễn quốc kìa. Hey. Gì vậy? Hey. Kẹo rung, uống vô rung mở bụng, so tan mở bụng, không còn mập nữa, dành cho Gia Bảo. Trời ơi, nó bán bổ không chừa một ai. Bây giờ có thuốc gì cho anh bạn tôi luôn không? Bán luôn đi. Có thuốc triệt bóng không con? Không có nè. Chung một tim nhé. Yên tâm, chúng sanh làm chứng nãy giờ có nói câu nào. Yên tâm, có thuốc đó là cả đời vô uống lông rồi, hiểu không? Bây giờ còn bán cái gì nữa không? Yên tâm, bây giờ nó hết món hàng nó bán rồi. Hết hàng rồi phải không? Tôi lấy cái đồ của mình ra cho nó bán. Quảng cáo giùm tụi tôi đồ tụi tôi nghe không? Một con là dân chuyên nghiệp mà cô lấy ra đây. Bất cứ cái gì ra là con quảng cáo được hết. Đây nè. Rồi đưa nó đi. Rồi, này cái gì vậy? Nè quảng cáo giùm này coi. Quảng cáo giùm đi. À này là lăn nách nè. Trời ơi, cái con thị á. Bực bội chưa kịp nói lăn nách. Ê ê, cái này không vậy? Ông nhớ lại nói ghê. Cái này là gì? À, nhớ rồi. Dầu gội đầu. Dầu gội đầu. Dầu gội đầu. Thích hợp với mấy cái tóc cưng cưng nè. 2, 3, làm. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, là chuyên gia về phần đầu, tôi có thể khẳng định với quý vị và các bạn một điều rằng gầu hiện nay đang là một nỗi lo lắng lớn nhất rồi các bạn trẻ. Các bạn rất sợ rằng gầu của mình có thể bay mù mắt các bạn đằng sau ra nhìn trộm mà chảy đầu. Như thế đấy các bạn không lo lắng về điều nữa. Trong thời gian tương đối hiện tại, chúng tôi đang nghiên cứu chế tạo ra một loại sản phẩm đó chính là dầu gội đầu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dầu gội đầu này sẽ sạch tất cả các loại gầu, sạch cả gầu mẹ đến gầu con, còn gầu bố không ai nấu tôm cho ăn rồi chúng sẽ sạch luôn. Vâng, mua dầu gội đầu đi. Kiếm cái khác, kiếm cái khác, kiếm cái khác. Còn cái gì nữa không? Cái gì bây giờ ta ơi? Mày quảng cáo giùm tao cái lu này coi. Tao hả? Mày quảng cáo giùm tao cái này đi. Rồi mày nói sao, mày nói đi. Cái lu này cô xài để làm gì vậy? Không biết nữa. Cô phải là xài làm gì, cô biết con quảng cáo. Tao đâu phải làm cho nó sạch chứ để nó dơ vậy. Ngủ tư thế bị khơi bạn yếu điều mới lạ. Ngủ tư thế chiến binh bạn mạnh mẽ kiên cường. Ngủ tư thế giặc công bạn suốt ngày năng động. Này đã có loại mới dài chưa đến 3 ly. Vừa khích cơ thể bạn. Đây, khăn đa đang ngoài chức năng là một cái khẩu trang che bụi. Nó còn có thể lau chùi được cái thùng phi rất là sạch sẽ luôn. Thấy nghe, tao kêu mày quảng cáo dùng cái thùng phi mà. Thì trước tiên quảng cáo thùng phi thì con phải quảng cáo cái để nó vệ sinh thùng phi. Dạ con muốn hỏi cô cái thùng phi này kích thước bao nhiêu ạ? Không có biết, đoán đi. Trời, con xài thùng phi mà nó xài cũng cỡ cái hòm mà con. Cỡ cái hòm hả? Rồi, nó dùng để đựng gì cô? Đựng nước. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, nước là một một cái gì? Quảng cáo cũng lúc bị vấp chứ cô. Giặt đang về 90% cơ thể chúng ta là nước. Vì vậy chúng ta rất cần nước. Mọi người cần nước thì phải đựng nước. Hãy tới với mua thùng phi này để đựng nước đi nào. Không. Ê, cái bài Giang con hay, ai cũng làm được hết á. Làm chưa có hay quá đâu. Phải có những quảng cáo nó chân thật. Cô hiểu không? Sao mặt con hoang mang quá vậy? Phải có những quảng cáo. Bây giờ con tưởng tượng này thùng xăng là con quảng cáo sao? Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, ai trong đời chúng ta cũng phải đi xe. Đi xe thì phải dùng xăng. Mà muốn dùng xăng thì phải lấy cái gì đựng? Lấy thùng đựng xăng. Mua thùng đựng xăng đi nào. Hết cùng. Được chưa? Ê, nói nghe. Giờ thí dụ bạn muốn bán tao mà giới thiệu tao coi. Quảng cáo bán giùm chó này thôi. Leo lên rồi. Cái này không em leo lên. Rồi. Rồi đó. Các bạn. Trời ơi. Ai trong số chúng ta cũng mơ ước lấy được một người phụ nữ đẹp. Nhưng đâu phải ai cũng lấy được phụ nữ đẹp. Trên đời này còn những phụ nữ xấu. Những người phụ nữ đó biết phải làm sao, biết kiếm những người ở đâu. Đây là một người phụ nữ đang trong tâm trạng buồn. Nghe răng ra đi. Nghe răng ra đi. Há mồm nghe răng ra. Trời ơi, mày điên mày hả? Trời mưa mà nó đội cái nón lưỡi trai mà vẫn ướt cái mỏ. Là sao? Ê, tính ra đó là giới thiệu gì không ai mua tao luôn á. Thì có nắng từ từ mà. Rồi giới thiệu tiếp. Minh Dự đây, ai mua không? Bây giờ đổi người khác rao đi. Con người đó nói hoài vậy. Tụi con vô giới thiệu bán giùm cô coi. Đứa khác quảng cáo, bây giờ một bà này mà từng đứa quảng cáo bà này, chừng nào bán được bà này thôi. Cô mắc bán lắm rồi. Kính thưa quý vị, thì hôm nay hội hỗ trợ một trưng bày một sản phẩm mới Đó là một người phụ nữ rất là đẹp gái, xinh tươi. Hiện tại cô ta đang bị ế chồng. Vâng, sản phẩm là chúng em là tặng kèm thêm một mái che mưa. Dạ. Chúng ta có thể là để che mưa hàng ngày được ạ. Dạ, ai là ai ạ? Dạ, anh trai không ạ? Dạ, hốt đi anh. Dạ. Rồi giờ tới người khác bán, tới người khác bán. Rồi tới người khác bán, tiếp tục. Chừng nào có người dưới mua rồi thôi. Đúng rồi. Chia tiền đều mà sao mày chậm vậy? Còn quảng cáo không được á là tao tự theo không mày miễn phí à. Rồi. Kính thưa quý vị, tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người của chúng ta một trái tim, nhưng chỉ với một nửa yêu thương. Và nhiệm vụ chúng ta phải tìm một nửa yêu thương còn lại. Mà để một nửa yêu thương nó có ý nghĩa hơn, tại sao chúng ta không tìm đến một người phụ nữ không được đẹp lắm? Bây giờ ở đây có ai mua người phụ nữ này không? Tôi mua. Tôi sẽ trả lại cho anh 500 ngàn nếu anh mua. Okay. Ê, mất bà bạn rồi. À, mua nhà em gái tôi luôn hả? Mua rồi. Trời, bái bán luôn thằng bạn tao giùm luôn đi. Bạn bái bán được, quá bán chưa giùm tao. Mà để đi mày. Được rồi. Rồi. Bây giờ bán rồi còn ai mua đâu, bán luôn đi. Không ai mua đâu. Hàng này hết đát rồi chứ. Ừ, không ai mua luôn á. Ngoài bà đó hết hạn sử dụng. Nó nghe nè, cho tôi trở về quê hương cũ đi. Sao vậy? Hồi nãy giờ thấy tụi này nó bán cái hiệu đồ cũng hay lắm rồi. Coi bộ Tết nó vô nhà mình là vô nhà vô cửa đó. Chịu à Ngang. Đồng ý rồi Ngang. Trời ơi, cô đồng ý rồi. Để tôi nói cho nghe, tôi đại diện cho hai bà này. Vô đây á mà vui vậy là phải có quà có thưởng chứ. Mấy đứa chuẩn bị chưa? Trời ơi, có quà nữa hả? Có bao lì xì ngày Tết. Phát qua, dạt xuống. Mấy đứa chuẩn bị chưa? Ở trong đây có 5... da nặng quá. Ở trong đây có 5 cái bao lì xì. Mỗi một cái bao lì xì có mệnh giá 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu và lớn nhất là 5 triệu. Trời ơi, ai bứt hên thì lấy 5 triệu. Rồi. Ừ. 5. Rồi lên, khoan. Cái gì cũng phải từ từ, bóc người mặt thì vui lên, chút lên đây này nè. Tiền gì lên đây nè. Tiền khó từ từ lắm. Ngồi đếm nút đi, mình nói câu gì cho vui đi. Mày nặng ra từ từ, mình nặng ra từ từ. Nặng ra. Hồi hộp lên. Nặng. Số 0 rồi đó. Bao nhiêu vậy bà? Xin lỗi mọi người. Cái đầu nhọn rồi. 4 triệu đồng. Hay quá. Đỡ được 3 triệu rồi. Mấy đứa hay quá. Rồi sao giải quyết đi. Rồi bây giờ nói chung là con cầm cái đó đi, qua Tết qua lãnh nha con. Ừ, chứ Tết nhất đâu có ai cho rút tiền đó con. Cầm đi xuống lát vô lãnh được không? Dạ. Dạ cảm ơn. Con cảm ơn cô. Vậy là tụi mình chịu. Cảm ơn tụi cô. Vậy là chịu nha. Tôi 2 bà rưỡi luôn về. Rồi. Vâng, xin chúc mừng cho những chàng tiếp thị kỳ tài. Rất tuyệt vời phải không quý vị? Và chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là những tình huống này không hề được biết trước và không hề được tập luyện trước. Một tràng pháo tay dành cho kỳ tài. Xong cái tiểu phẩm thiệt vui hết sức luôn. Không ngờ là được khán giả ủng hộ mà vỗ tay như vậy. Mà cả nhóm cũng không nghĩ được như vậy luôn. Cả nhóm bước vô cái vòng thi này, cách đó 10 phút là ban tổ chức đưa ra một cái tình huống là gì? Cả nhóm tiếp thị đi vô trong cái khu nhà trọ đó và ban tổ chức mới đưa những cái sản phẩm để mình tiếp thị. Trong đầu không có một cái gì hết và anh em ở đây bàn nhau và cuối cùng lên tung hứng sao mà ăn quá. Nói chung là lúc mà đưa đạo cụ á, là 10 phút nhưng mà ngồi hết 5 phút để nhìn cái đạo cụ không biết làm cái gì. Chỉ còn là 5 phút để suy nghĩ ra. Chị Nam Thư, chị thấy thế nào? Em thấy chị đứng lên chị nhảy muốn sập sân khấu luôn á chị. Nói chung là Thư không có kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Thật sự là cái nhóm này quá kinh khủng khiếp. Bao nhiêu thời gian thôi, thảy ra cái gì cũng làm được hết. Mạc Văn Khoa quá duyên dáng, một mình em là gánh tim. Lúc đầu là lên là tôi thiệt tôi lo lắm tại vì anh Đời. Giờ anh Đời với lại Mạc Văn Khoa thì giọng miền Bắc, rồi ông Đời á, thì cái giọng ổng miền Tây. Hai người là nó chéo ngoe lên mà ông nào ông cũng nhanh hết, nói sợ khán giả là không hiểu. Mà ra là thấy ăn quá vậy, ăn quá tuyệt vời rồi. Thực sự các bạn làm như vậy rất là áp lực cho những nhóm sau. Đơn giản ngắn gọn thôi, lai đậm. Yes, lai đậm. Đem anh. Anh cảm nhận sao về những đồng đội của mình? Khi mà ra rung thật sự tâm lý rung thiệt, nhưng mà bây giờ anh thấy một điều là mình không tập mình ra nó duyên hơn lúc mình tập đó mấy đứa ơi. Lúc mà tập đi ra chắc khỏi tập vòng sau khỏi tập được không? đó, mỗi lần tập nó là nhóm cãi lộn, nó rồi ba tay rồi bỏ về, rồi giận nhu, rồi cãi lộn, rồi bỏ về hết trơn đó. Mà giờ ra thấy anh em đoàn kết vậy vui quá, vui luôn. Nói về vấn đề cười thì để mấy anh chị khác nói, tại vì mình trung đội mình nói mình nhận xét cũng kỳ, nhưng mà ngày hôm nay thấy mọi người... Nãy giờ mày khen không rồi đó. Dạ khen là cái tình đoàn kết, tình đồng đội thôi. Hay quá mấy đứa ơi. Ê, chú Đời nữa, hay quá anh Đời ơi. Một cái lò hả? Tụi mình cũng là đưa cái đạo cụ đột xuất luôn. Lúc đó đúng trên vậy. Sân khấu là chỉ thấy cái chai thôi, không biết đó là chai gì. Lúc đưa đó ra thôi là biết. Nghĩa thấy cái chai là Nghĩa đưa ra cái chai vòng cái đầu. Bảo thấy cái thùng phi là Bảo đẩy cái thùng phi ra. Cuối cùng hết đạo cụ đó. Đẩy chiêu cuối cùng là đẩy bà gì này quảng cáo sao cho cái người vô mua. Đúng rồi. Thì thật sự mà nói là đội đó phải nói là đúng là kỳ tài thật sự. Hồng Thanh ơi, em ngồi em có run sợ không Hồng Thanh? Trời ơi, em đã lắm luôn á, ngang nhau hết, làm cho tiết mục quá xuất sắc, quá hợp lý và xử lý thông minh. Ba bà kia thì chặt nhau, bị chặt quá trời chặt luôn thiệt. Cảm ơn mọi người một tiết mục quá xuất sắc. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Hồng Thanh. Chị Puka, bữa nay chị bỏ sĩ xin sao hụt lụ hả chị? Thực ra thì nếu mà xem không nói là ứng biến thì chắc mọi người sẽ không biết là ứng biến đâu. Người ta nghĩ là sẽ có tập dượt trước á. Tại vì mọi người bị khựng khựng khi mà Gia Bảo thử thách một chút xíu thôi. Còn tất cả thì trao chuốt hết, mọi thứ nó hoàn hảo mà đem lại tiếng cười rất là nhiều cho khán giả. Và kể cả Puka cười quá trời cười luôn á. Họ rất là giỏi. Và nhất là Mạc Văn Khoa rồi miệng mồm rất là lanh lẹ. Nghĩa là bạn ấy nhìn cái gì là bạn ấy đột xuất là nghĩ ra những cái câu thơ, những cái câu đọc. Cái gu của Mạc Văn Khoa là giỏi về lời. Cũng có những cái may mắn bởi vì là Khoa là hay mất ngủ, hay nghĩ mấy cái linh ta linh tinh, ví dụ như mấy cái tin buồn, mấy quảng cáo thì cũng may mắn là cái quảng cáo là tự nhiên anh Bảo nói cái tin buồn cái mình chợt nhớ trong đầu mình có cái đó là mình nói ra. Thì nó cũng một phần may mắn. Nói chung là anh em chơi thoải mái, người nào cũng có duyên hết. Và đặc biệt Khoa nè, anh Sơn nè, Nhu nè, Ba Tây nè, anh Đời nè, nói chung là cả nhóm luôn á. Tại sao mà có thể mà ứng biến mà nói chuyện mà không dấp luôn á, nói rất là nhanh mà không dấp, rất là nể, tuyệt vời. Cảm ơn Puka. Nói về cái tài năng mà nói nhanh mà không dấp thì không ai qua lại chị Kiều Oanh. Chị Kiều Oanh, chị thấy như thế nào hả chị? Hồi nãy Dương Lâm nói có một câu rất là hay. Mấy đứa ơi thôi đi, thôi mình đừng có tập đi, mình tập nhiều khi gây lộn này kia rồi căng thẳng rồi cái hài nữa, nó không có vui em ơi. Bây giờ nói chung là mình cứ tập mình làm đúng cái nó vậy, cái bộ nó hay hơn, mọi người quan nghênh hơn. Khủng khiếp này. Chị chỉ nói như thế này thôi, nhớ một các em ngày hôm nay với một cái đề tài như thế này thì chị thấy thiệt tình đó mới là đủ ngang, đủ sức, đủ tầm, đủ tuổi các em. Tại vì biết sao không, nếu mà muốn đi đến kết quả mà coi như để thành công rực rỡ thì các em cứ giữ phong độ này. Chị nghĩ dưới cái phong độ này thì nó thiệt xin lỗi các em, mấy đứa đi nó chạy xe hơi cũng công bằng chứ đừng nói mình đi. Xuất sắc, trời ơi chị Kiều Oanh em mê chị quá. Sao có thể đó, bây giờ qua đến Sơn mới mệt này. Sao Sơn? Sao anh? Sư Huynh vụ gì anh nói với tốc độ như chị Oanh được không? Không, anh nói không được đâu, tại vì bình thường chữa lộn không lại rồi thành ra thiệt ra đó cái tiết mục này là một tiết mục khó chứ không phải dễ. Nhìn các bạn giỡn vui vậy chứ nó khó lắm. Cái này là nó đòi hỏi cái sự sáng tạo và nó đòi hỏi cái sự ứng biến nhanh nhẹn, lanh lợi, thông minh, làm sao để mình có thể mình làm được tất cả những thử thách của các bạn đưa ra mà phải tạo được tiếng cười và phải tạo được sự hợp lý. Cái không khí ban đầu nó ao là bắt đầu không khí đi mà nó cảm thấy rất là đã. Sao tự nhiên thấy mình quá về sung luôn, cái nào ra chặt bến áp thẩu hết rồi. Cái ngày hôm nay là cái tiết mục này nè là cái sự chứng minh các bạn diễn, các diễn viên hài của chúng ta cực kỳ thông minh. Thường thường người ta hay nói là diễn viên hài á là sau này hài nhảm thế này thế kia, nhưng mà thực sự đó các bạn không nhảm chút nào, các bạn không có xàm một chút nào hết. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái miếng các bạn quăng ra, tất cả những câu nói các bạn quăng ra, tất cả những cái hành động các bạn đưa ra, nó đều có cái lý do để các bạn làm. Đây là một cái rút kinh nghiệm. Tất cả những hành động, những lời nói trên sân khấu chúng ta đều phải có cái lý do để chúng ta bung nó ra, chứ không phải là sân khấu nó nguội quá chúng ta té một cái cho nó cười, cái đó là xàm. Hôm nay anh Sơn ngồi dưới này coi đã lắm. Và hôm nay anh Sơn có một lời khen đối với các em ở đây là các em cực kỳ thông minh, các em cực kỳ nhạy bén, các em cực kỳ tỏa sáng trong tiết mục này. Hết. Xin cảm ơn nghệ sĩ Vân Sơn rất nhiều. Khoan, dạ, cho Thư xin nói thêm. Hay quá, xuất sắc. Xuất sắc. Cho Thư xin nói thêm gì? Khán giả coi truyền hình người ta sẽ thắc mắc, ủa tivi đâu ra, thuốc rầy, chai thuốc rầy đâu ra, tất cả những cái thứ mà những cái vụ của đội kỳ tài mình quảng cáo đâu ra. Và kính thưa quý vị khán giả là trước khi lên sân khấu ban tổ chức thảy cho một đống đạo cụ đó lên làm đi đó, và các bạn trong vòng chưa được 5 phút trước khi bước ra là phải xử lý tất cả. Tôi giải thích như vậy để quý vị khán giả truyền hình coi là thấy ủa sao thắc mắc ở đâu ra. Không phải, trước khi lên sân khấu 5 phút bước lên cánh gà rồi xong bên hậu đài ra đạo cụ đó, đạo cụ ra mần đi, để cho quý vị thấy là đây, kỳ tài thì đúng là kỳ tài lộ diện. Với cái phần thành công của đây là nhờ Mạc Văn Khoa lắm. Mạc Văn Khoa thì chỉ là khách mời thôi, không có phải là thành viên trong nhóm. Chị Nam Thư nói là tại vì là mê Khoa quá. Bây giờ Khoa ơi, Khoa hứa đi, bây giờ nhóm phập phòng lo sợ lắm, khách mời có nhiều khi bỏ dòng này sợ lắm, nhưng dòng sau nó năn nỉ Khoa ơi, bây giờ sẵn chương trình đây Khoa hứa đi theo nhóm suốt tất cả các dòng được không? Chị có cái câu như thế này nè, em thuyết phục Khoa em phải có chiêu. Sao chị? Là như thế này nè Khoa ơi, thật sự ngày hôm nay á, mà nếu mà nó có thành công rực rỡ như vậy là không phải do một mình em đâu, nhưng mà tại vì tính đồng đội của các bạn rất là cao. Khi bạn này nói, bạn kia đã nghĩ, bạn kia nói, bạn nào nghĩ, tất cả đều nhảy vô để cứu tất cả. Nói chung là tính đồng đội rất là cao, cho nên em mới ra được có tiết mục hoành tráng như thế này, cho nên cần phải xuất hiện có mặt của Khoa, đừng bao giờ vắng mặt. Đó. Rồi Khoa hứa đi, trên sóng Khoa hứa là sẽ theo đội suốt chương trình đi. 3 năm rồi anh em, từ khi lúc em thi xong thì em chưa biết gì sân khấu, em thi thì cũng may mắn được làm nghề, thì mà có những anh em thì không được làm. 3 năm trời có những anh em mới được gặp nhau, em thì xả thân hết đó, ví dụ anh em cần thì gọi. Tóm lại là chúng em sẽ đi tới khi nào bị loại thì thôi ạ. Vâng, tuyệt vời. Và bây giờ tôi cần lắm một cái ôm. Trong cái hài, nó cần nhất là sự đoàn kết, sự yêu thương và sự thoải mái, chứ đừng có căng cứng và đừng vì một cái lý do gì đó mà mình cự cãi lẫn nhau. Vì cái hài á, là em phải thực sự thoải mái thì cái sự thông minh, sự sáng tạo nó sẽ ra. Hồi nãy chính vì tụi em không lo cho tụi em, lo cho những người bạn của mình, cho nên khi mình lo cho người đó là mình sẽ thành công. Cái đó chị nói thật sự. Vô tình huống mà mình ứng biến là rất là run và rất là gọi như là hồi hộp, bởi vì bọn mình cũng chỉ là những diễn viên trẻ thôi, cũng chưa có đi diễn nhiều, thì cũng rất may là như ban giám khảo nói là phải có một tinh thần đoàn kết và một sự thoải mái. Đó, anh em thật sự tới vòng này đưa ra là thôi chơi hết tinh thần đi, thoải mái chơi với nhau đi, mấy năm trời mới được diễn chung với nhau và thoải mái. Cho nên cứ giữ phong độ này thì bảo đảm tụi em sẽ có những sản phẩm rất là hay và rất đẹp. Xin một lần nữa chúc mừng nhóm Kỳ Tài. Nói chung là đó là một cái phần thi phải nói là cũng rất là thành công của các bạn, được ở ban giám khảo cũng như là ban bình luận cũng như quý vị khán giả rất là sung, gọi là rất là cổ vũ. Xong cái dòng này là mọi người rất là khỏe luôn, và mọi người thấy rất là mệt nhưng mà trong lòng sao vui. Đó, thấy không? Thôi hy vọng là tất cả mọi người là hãy đồng hành cùng nhóm và ủng hộ cho nhóm hết mình nha. Dù có kết quả như thế nào thì mình cũng chơi hết mình. Đúng rồi. 2, 3, yeah. Vâng, tiếp theo sẽ là nhóm đặc biệt. Một nhóm đặc biệt. Nhóm đặc biệt đó tên là Tú. Làm gì vậy? Đang lại cây. Chứ vậy? Rồi mày không biết gì hết hả? Không. Cái cây này nghe đồn là cái cây mai thần kỳ nha. Mình lại mình xin lọc một cái là có tiền trong bao thiêu liền á. Không tin này để dở cho con. Biết rồi. Là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu. Đó, thần kỳ lắm. Nhưng mà lấy tiền làm gì? Có tiền lương MC riêng mà. Biết rồi, nhưng mà cái tiền lương MC nó không có đủ giúp đỡ người ta. Giúp đỡ ai nữa? Những đứa trẻ cơ nhỡ. Cơ nhỡ? Không biết ở đâu cơ nhỡ mà cơ nhỡ nó kéo đi một xóm qua đây luôn. Trời đất ơi. Nó kéo một xóm qua tới đây luôn. Kéo một xóm qua đây. Chắc nhờ sự giúp đỡ trong này hả? Ừ, chắc là nhờ bà cô, bà dì, ông chú trong này nè. Trời ơi, mấy người này á, ai cũng khó tính hết trơn à, tụi này giúp làm sao? Không biết nữa, nói chung là đang cần sự giúp đỡ dữ lắm. Thứ một tiếp theo là dành cho đội The Beat. Có nghĩa là các em nó còn trẻ quá. Đó, giống như trưởng nhóm đó là Minh Nhật. Thì thật ra Minh Nhật cũng là đàn em. Chưa kể mấy học trò của Minh Nhật là còn là đàn cháu tụi mình nữa. Nhưng mà được cái là các bạn trẻ nó có sự thanh xuân, nó rất là tươi mới, rất là năng động. Nhỏ, con nít hồn nhiên muốn nói thì nó cũng làm. Và nó rất là dễ thương. Chính vì vậy á, cho nên là anh đạo diễn Diệp Tiên mới cho cái nhóm nó đúng với cái màu sắc là hát lô tô. Đó, có nghĩa là hát lô tô, kêu lô tô. Con mấy cờ ra mà con mấy gì đây, mấy gì đây. Đó, đó là điệu lô tô quen thuộc của chúng ta mà khi mà chúng ta hay nghe. Để cho quý khán giả biết rõ hơn là tại sao anh Tú lại làm như vậy, đó chính là ngày hôm nay nhóm The Beat đại diện là thầy Minh Nhật, chủ đề của nhóm đó chính là hát lô tô. Căng thẳng ha các bé. Thật ra là khi bị biết được chủ đề lô tô là hơi bị căng thẳng á, chứ không phải đùa đâu. Thì lô tô đối với Nhật những anh chị lớn thì sẽ biết về những cái bài truyền thống hoặc là những câu vè, những bài câu vè. Còn đối với những bạn trẻ trong nhóm của Nhật á, thì toàn là bài mới thôi. Bài kiểu như Sơn Tùng. Đúng đấy, Sơn Tùng không à. Bản thân Nhật phải sợ. Đúng, không sợ. Đối với những diễn viên như Gia Bảo, Minh Dự hoặc là Nghĩa thì quá là rành sân khấu mà tham gia rất là nhiều. Đôi khi ngay bản thân Nhật cũng sợ, nhưng mà nãy Nhật có hỏi với mấy bạn, nói mấy con thấy làm sao, nói là có nhiều chơi nhiều. Tinh thần máu lửa ha. Tinh thần máu lửa, có như là Nhật cảm thấy thì cũng gì mấy bạn mấy em nói vậy thì Nhật thấy một phần là không còn lo. Không phải lo là các bạn sẽ làm gì trên sân khấu, mà bạn bây giờ khi mà biết là chủ đề lô tô, các bạn tự bàn với nhau và giờ các bạn đang tập ở ngoài. Đúng vậy, chúng ta phải có một cái thời gian chuẩn bị nhất định để chúng ta có những cái miếng mảng, những cái tình huống hay hơn khi mà chúng ta lên gặp các diễn viên ở trên đó. Bài hát thì chắc chắn các bạn giới trẻ là bạn sẽ thuộc rất là nhiều bài hát, nhưng cái quan trọng là cái nhịp. Lô tô thường có cái nhịp, thường nó gọi một cái sông Lan. Anh Tú hiểu ý của thầy nên anh Tú đã chuẩn bị cho thầy một số đạo cụ gọi là cây nhà lá vườn. Cái này là đổ nhà đem lên nha. Đây, đó. Thầy test thử âm thanh đi thầy. Đó. Được à, được. Con máy cờ ra mà con lấy con máy gì đấy. Quá ổn luôn. Ổn không? Được, không có sông Lan có cái này chơi cũng được. Giống như là chơi thần là có nhiều, chơi nhiều. Hy vọng là các em học trò sẽ tin tưởng vào cái sự dẫn dắt nhịp lối của thầy. Hy vọng là thầy đừng có quên nhịp, thầy đừng có sai nhịp cho thầy. Và hy vọng quý khán giả sẽ luôn ủng hộ cho nhóm The Beat. Và chúng ta hãy cùng đến với tiết mục của nhóm nào. Nhóm The Beat thử thách ứng biến. Nhóm phải kêu lô tô bằng âm thanh phát ra từ những đồ vật có sẵn trong nhà để mang đến niềm vui, sự thích thú cho ba người già khó tính và những ly xì mang về. Đạo cụ cho sẵn: son, nồi, muỗng, đũa. Thử thách ứng biến nhóm The Beat bắt đầu. Dạ, xin chào tất cả bà con. Tôi lại phải nhắc lại một lần nữa, đây là cái xóm Tam Tấu. Tôi là ông già, bên đây là bà già, còn bên kia là em bà già là bà gì. Dạ, và để nói tiếp cái phần giới thiệu rất nhạt nhẽo vừa rồi, thì tôi xin mời quý vị bà con hãy cùng nhau đón xem cái sự việc gì sẽ xảy ra tại cái xóm Tam Tấu này. Và chào mừng tiếp theo. Alo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Alo 1 2 3 1 2 3. Dán đâu ra cái này về vậy? Trời ơi, đi mua đã. Mua hả? Trời ơi, tụi nó bán sale cuối năm nè. Trời ơi, tao nói bây giờ hay lắm, có cái này với cái này thôi. Ừ, gắn cái nhạc mà bluetooth vô là ca được rồi. Hay vậy trời, vui lắm. Tết này có cái còi hát vui nè, có cái này mình chơi mình ca hát vui. Alo, hát lớn lên rồi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Ai làm cái gì mà sùm mới sáng sớm Tết nhất tới nơi à? Cái gì vậy? Em xem ngộ quá hà. Người ta ca hát cho nó vui đầu năm chứ cái gì mà la vậy? Ủa, Tết đâu phải để ca hát, là để yên tĩnh, để nghỉ ngơi. Bà nghỉ cả năm trời bà không thích hả? Tự nhiên cái Tết cái yên tĩnh nghỉ ngơi. Thôi đi tu đi. Tự nhiên Tết cho vui kêu yên tĩnh nghỉ ngơi. Ủa, mới mua cái loa hả? Cái loa đó. Mua loa chi vậy? Tết nhất hát trong shop rồi làm sân khấu rồi cho nó vui. Rồi có ai biết hát đâu mà vui với không vui. Trời đất ơi, ca hát cho nó vui chứ đúng không? Giới thiệu đi, làm MC rồi đi. Rồi để tôi giới thiệu nha. Giới thiệu đi. Dân giả kính thương tất cả bà con. MC bị dư đó. Mình dân mình bỏ dạ bỏ dân đi. Dân dạ là cái gì? Si gì kỳ vậy? Dân kính thương quý vị khán giả. Dạ. Dân gì? Không ai hỏi gì cũng dân. Dân củ quả cũng nhà ông hả? MC mà nóng tánh quá à. MC người ta phải vững vàng lên. Bị chửi riết là quen, hiểu không? Có gì đâu mà dễ bộ. Đứng ra làm. Thôi làm chi? Hát luôn cho làm chi. Và bây giờ tôi xin hát một ca khúc rất là sôi động. Baby say yeah. 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 Dục luôn đi. Không có nghe. Yeah mà không có nghe. Đứng luôn. Tao nói rồi, cái micro để bình thường hát đi. Lắc cái micro nhức đầu nó im luôn rồi. Mà đi ăn micro là nhức đầu. Chứ sao? Micro nó nhức răng thôi. Nhức răng không? Mệt quá à. Coi nè. Alo. Ủa được rồi nè. Nghe không? Nghe. Sao chị hát nó bị tắt chị cưng? Thì bà nạt quá, nước văng vô nghẹt cái lỗ sao nghe. Vậy em đừng có hát. Em đâu có vật cản đâu, nó văng đâu dữ lắm. Bớt soi mối hàm răng của em lại đi. Sao vậy? Em quá mệt mỏi rồi. Chứ cái hàm răng em nó có cản được nước không? Cản được sao không cản? Ở vòng cánh cung gì nước đâu có văng vô được. Trời ơi, răng em đi sân khấu cầu vòng ghê em. Trời đất ơi. Trời ơi. Hèn chi cánh cung nước đâu văng được micro vô ướt áo bà hết rồi. Bây giờ khai thác hàm răng. Những cái sau đừng nói tới nó nữa. Không nói tới nó không có vui. Làm rồi. Làm ơn phải biết sáng tạo đi chứ. Không thích nữa lắm. Thôi mệt mấy bà quá. Giờ ca nhất tới thôi nè. Giờ vô quảng cáo nè. Em gái tôi sẽ ca một ca khúc sôi động. Vô. phận là con gái chưa một lần yêu ai, phần là con trai cũng chưa yêu ai một lần nào. Mà đây đâu đây? Cô điên à? Sao vậy? Thì phận làm gái yêu ai, cái phận làm trai cũng yêu ai luôn à? Chứ sao? Hát cái gì tầm bậy tầm bạ, hát chế lời bậy bạ gì. Chỉ hát đúng là hát sao bà hát thôi. Mệt hai bà chịu hết á. Gì cũng được chứ để tôi làm cho. Thôi làm chi nữa, bây giờ kêu ai vô làm đi, tụi mình làm nó không có ra cái gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ Tết nhất phải chơi cái gì? Chơi gì đi chứ? Chơi ơi, cái trò gì mà Tết nhất ông bà già trẻ lớn bé ngồi xếp bằng xuống đất kìa nè, mà lấy mấy cái tờ lô gì, lô đề hả? Tụi mày bắt bà giờ ra. Chứ chơi gì? Lô hội. Ủa là lấy da đam quăng vô mặt nhau chơi vậy đó hả? Không, lô hội là khi có hội chơi lô tô á. Ai chơi lô tô? Ê mà chơi lô tô rồi sao? Chơi sao? Lô tô là ơi mà chơi lô tô nó cũng buồn chán lắm nghe, tự nhiên cái hả móc ra 32 ca kinh, 45 kinh, 67 kinh. Chưa kinh tôi ngủ rồi. Lấy nguyên bình hồng dưa ra đặt lấy ăn hết bình hồng dưa chưa kinh luôn. Kêu lô tô rồi đó, muốn vui á là phải có người. Mà em cũng chơi không có được nữa, em để trong cũng gọi là pạt pạt pạt, không biết chỗ nào kinh luôn. Thôi mệt quá. Rồi bây giờ dìm nhau đủ chưa? Chị em không thích ghẹo nhau chơi vậy mà không có vui luôn á. Cái gì bây giờ nè, kêu lô tô nó con số ra, trước đó phải hát mấy câu nó mới sơm. Không biết hát không? Tôi nói nghe nè, bây giờ tôi biết một cái nhóm này. Ở đâu nữa? Ở trên xóm trên. Ở xóm ngộ ha, mấy người tài ở trên xóm trên không à? Cái xóm này quái cũng dị ở không à? Ừ, tại vì nó quy định vậy. Kỳ quá ha. Ở trên xóm trên mới có người hiểu không? Bây giờ cái nhóm nó nhỏ vậy nè, mà tôi nghe nó hát lô tô vui dữ lắm. Hả không? Nó dễ thương, nó đáng yêu dữ lắm. Bây giờ kêu nó vô đây đi. Kêu vô đây thì nó hát vui, mình cho nó tiền lì xì. Đúng rồi, nó lì xì nhiều lắm. Mà mình vô đây là mình phải làm họ đó. Vô đó đó, vô rồi kìa. Ủa em nghe ai mới điện thoại lên kêu đàn lô tô tụi nhỏ ở đây hả? Trời đất ơi mừng quá, Tết nhất tụi nó đang ế xô, nó cần cái chỗ mà làm kiếm tiền ăn Tết. Rồi kêu vô đi, kêu lô tô được không? Kêu vô mấy đứa. Dạ vô đâu quá lâu rồi tay tôi không được nhắc tay ai theo, đi đâu cũng chỉ một mình không khác gì cây hoa héo, xuân hạ thu đông trôi qua mùa nào cũng không ai theo, không phải tôi không cố gắng mới được trước giờ tôi đã bày theo. Nghe nè, hát lô tô đi đánh giặc vậy, tôi đông quá vậy trời, có tiền đâu trả ba, không trả một cục thôi. Bây giờ nguyên đoàn này chỉ cần một số tiền duy nhất thôi, cho một đứa một thôi đỡ tốn tiền. Không có, đừng có nói vậy. Còn mấy đứa nữa tự nhiên vô hát bài đó vậy. Trời ơi, con đi đâu con diễn show gì thì con cũng phải biết được, nắm cái rõ cái hoàn cảnh quy định của những người ở đó. Đến bác người này ế chổng ế chê, mày hát bài ế vô chết người ta. Trời ơi đúng rồi. Forever forever long, forever 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 long. Đánh đi, hát gì Tết trước mắt đi lụm lon không à? Hát cái gì? Mày hát bài nào tao có chồng coi. Hát cái gì lụm lon? Cái lụm lon là gì vậy? Dạ cái đó là Forever Alone, có nghĩa là cô đơn đó chú. Thôi bây giờ kêu đi, bóc lô tô vô kêu đi, kêu số đi. Bây giờ chuẩn bị à, kêu lô tô, lấy đồ nghề ra. Dạ. Ngồi coi. Có phát giấy rồi không? Có luôn cho bà nè, cho bà cái ghế nè. Cho mượn cái loa luôn. Cho hát đi. Dạ. Cái micro nè con. Rồi kêu đi. Đưa cái con số coi. Đưa cái giấy giò đi. Giấy giò đó. Rồi giấy giò. Có phát ở dưới luôn không? Phát luôn. Đi đâu mà dội mà vàng mà dắt phải đám mà hoàng phải dây, dừng chân đứng lại ở đây mua một tấm vé chỉ có 3.000, 3.000 một tấm vé vô luôn mà con. Bác ơi. Vô mời chị luôn, mời anh luôn. Nó nghe. Con đầu sủ đó đâu nó vô đòn hồi nào vậy? Trời ơi mặc đồ cùng màu đâu dính luôn. Đào đâu mà sủ dữ vậy ba? Rồi dính đào nào tôi thôi mấy đứa ơi. Rồi kêu đi. Rồi kêu đi. Rồi chuẩn bị mấy đứa ơi. Vô. Quay đào đâu nè. Không đâu. Lấy sao. Gì ra trời ra mà ra con mấy, còn mấy cái gì ra. Con năm gì đây. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Con năm 13. 53. 46. 46. Con số gì đây? yêu đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu, mà anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào. Nè, câu nào nói nghe nè, lấy cái đồ vô, lấy đồ nghề mình gõ đi cho nó lẹ đi. Lấy đồ nghề đó. Rồi chơi chơi luôn đi. Lấy đồ nghề ra gõ lẹ lên, kêu bộ máy lẹ đi, tao kinh sổ bây giờ à. Lẹ lên nè, chuẩn bị nè. Vô lại nè. Cái này có cái nhạc lô tô nó mới sơm á. Vô. Bốn vị đây, con bốn vị đây, con bốn vị đây. Bốn vị đây. Bốn vị đây, bốn vị đây. Tề thiên đại thánh đại náo thiên cung, bị đứt dây thun tuột quần trái chốn là con số 4, con số 4, con số 4. Tao kêu 46, nó kêu số 4. Ôi 46. Ai nó 46. Tới đứa khác ra đây. 46, 46, 46 gì đây? Vô vô. Vô kia con 46. Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Con số gì đây? Con số gì đây? Vô vô. Nhắm mắt mờ màng anh không muốn tiền mà cho ông nói đầu này. Chứ bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mong lúc đương một trận đùa. Anh đưa tay rút lui thôi. Chắc ai bây giờ đây? Chúng ta không thuộc về nhau. 46. Trời ơi, chúc mừng. Tụi con có thể loại mà tụng kinh bằng lô tô nữa. Hay quá ha. Nghe cái muốn sắm hối liền bay ơi. Sao? Hay quá, kêu tiếp đi. Thôi bây giờ nè, bây giờ tôi nói gì nè, bây giờ cho nó hát cái bài nó nghỉ đi. Bây giờ tôi không muốn hát gì, tôi không hát đi. Miễn có số thôi. Miễn có số thôi. Hát đi, nhạc lên. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Từ Bắc vô Nam nổi lại chiến xa, ta đi vòng tay lớp ai để nối sơn hà. Từ Bắc vô Nam này là vui đẹp, ngông ngông như báo tố quay cuồng trời đầu bàn tay ta nắm nối lên một con Việt Nam. Còn số 8, còn số 8, còn số 8. Đâu quá vô tiếp tục. Số gì đây, con số gì đây, con số gì đây. Vô vô vô. Số gì đây, số gì đây. Con số 9. Con số 9. Số gì đây, con số gì đây, con số gì đây. Số gì đây. 15, 20, 30. Vừa đúng 30 số, 30 số, 30. Tao hát chứ, tao hát chứ. Ý gì không? Ý gì không? Số 1. Để tôi hát đây. Các bạn đi. Tôi hát. Tôi hát với. Có người hát. Con mấy gì ra? Con mấy gì ra? Con số 3. Quánh ra đây, quánh ra đây. Trời ơi, hát cái gì kỳ cục vậy? Hát vậy cũng phải đặt làm lễ để dung gì đây. Bây giờ có trò không? Ai chính chưa? Chưa đâu mới hát. Bây giờ hát số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Con số gì đây? Tấm thiệp mời trên bàn, tên dán địa điểm rõ ràng, là một đám mừng ở trong làng. Ngồi từ công dường hay hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Hãy nói cho cái tới và chè đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phục, mà lòng cái con số 7, con số 7, con số 7. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay là chắc chắn anh hãy nói cho mình muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Con số 4, con số 4, con số 4. Cái gì vậy? Tập tành biết bao nhiêu lâu, đánh rơi nhịp nào không? Phải là con số 0 hoặc là con số 10 không, hay là con 1 không chứ sao hát số 4 mà. 1, 2, 3, 5 đánh rơi nhịp nào? 4. Con số 4. Con số 4. Con số 4 còn gì đây? Con số gì đây? Số gì đây? Chúc xin chúc một đầu đêm. Xin em đứng một mình cũng xin. Con số 9 là con số 9. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Nước chảy ton ton, con dưỡng bồng con lên non mà hai cái. Anh lắm thương nàng phận gái mồ coi là con số 1 thôi. Số 1 cười ra mà con hay. Còn mấy cái gì đây? Còn số nữa không? Còn số nào không? Còn họ. Cái gì vậy? Để tao. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Vô. Hỏi chết thằng DJ luôn. Mây núi cũng chèo, mây sông cũng lội, mây đèo cũng qua. Con số 3. số gì đây, số gì đây, con số gì đây, quen một thời gian chờ với túi thơ lòng nhau ngoài mưa lắm đầy buồn hay quá đó. Hình như con hát sai lời. Mày tào lao à mày. Nó nghe nè, ý kiến. Bước ra đây, bước ra đây. Nhìn mặt hai đứa bay quen lắm. Thế cái gì mà được mấy trăm triệu phải không con? Tao kiếm tiền vậy rồi xưa bụng là gì mày? Giờ mày làm sao tao cười coi? Trời ơi đơn giản quá mà kêu cười coi. Bây giờ tụi bay làm sao hai cái mặt tao cười đi, tao cho tiền. Đi xuống để tao lì xì treo đầy cười là phát tiền. Đó bây giờ diễu chị cho cười coi. 2, 3 coi. Dòng này dễ rớt lắm đó con. Thử đi con. Hai đứa bay diễn kịch đi. Diễn kịch thiếu nhi đi. Hả? Diễu đi. Anh nhớ cái bài song tấu bữa trước không? Đó, nhớ ơi. Anh nhớ không? Anh làm cô bé Hoàng Khăn Đỏ, em là con sói đó. Nhanh lên đi anh, nhanh lên đi. Em là cô bé Hoàng Khăn Đỏ, em đang tung tăng trong rừng. Ai đây? Sói BD. Trời đất ơi trời ơi trời. Cái gì tự nhiên? Thấy chưa? Cái gì tự nhiên? Cái ta nói BD cái bà cười cho bà. Ông ta tự nhiên nhục mình cái cười. Trời đất ơi. Thôi lấy tiền ra cho nó luôn đi chứ sao vậy? Thôi vui quá trời vui rồi, tới đầu năm hái lì xì đi tụi con. Rồi rồi rồi. Khoan ơi. Để tôi nói rõ ràng. Ở đây đó, các bao lì xì nó có mệnh giá từ 1 triệu cho tới 5 triệu. Nhưng mà chỉ được bóc một lần duy nhất thôi. Hên xui, nghe không? Không nói kỹ lại bất trụi cây mai luôn rồi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ vô đây nè. Rồi. Một đứa bóc đại diện một người. Xí. Đứa nào có tạm trú tạm vắng đứa đó bóc phải không? Không có biết đâu viên đôi kia nó kiếm. Dạ anh. Bóc nào? Đứa nào già nhất bóc đi. Đứa nào già nhất kìa. Ừ đúng rồi, để Ngọc Anh bóc đi. Rồi, dạ ca cho con bé nó bóc nè. 5 đứa mà có 10.000 kỳ lắm ra con. Rồi không quánh đó. Chơi đi con. Bóc. Hồi hộp quá. Bình bích. Đó đừng có lựa xa quá. Dạ cả tèm nhèm. Có bọc chưa bỏ tiền nữa nha con. Lấy đi rồi thôi. Rồi. Hồi hộp lên nặng lên con đâu. Số mấy trời ơi. Lên đây luôn. Số mấy. Nặng ra. Bọc lên. Bao nhiêu? 5 triệu. Trời ơi. Cái gì vậy? Có âm nữa đó nha, nhiều khi âm là thối ngược lên tụi tao đó. Ủa sao trang giấy trắng vậy? Trời ơi 5 triệu. Con ơi giỏi vậy, sao giỏi. Hay quá, giỏi quá. Không, sao nói chung là cái lô tô mà đủ thể loại vậy là chịu rồi. Cảm ơn tụi con đi vô lãnh tiền nha. Vâng, và một tràng pháo tay thật lớn cho tình huống ứng biến của nhóm The Beat. Phải nói là rất mệt cho ông thầy. Tội nghiệp quá đi á, mà các con đã hoàn thành xuất sắc ha. Đó thì cái thử thách mình dành cho đội The Beat không có khó như các đội khác. Thì chỉ việc ca lô tô thôi thì bắt đầu mình thấy các bạn ca như hết rồi, đuối rồi thì bắt đầu mình kết thúc để cho các bạn được cái phần thưởng. Và cuối cùng là may mắn đội đó lại được một cái phần thưởng quá cao. Đúng không? Đó là cái số tiền 5 triệu đồng là cái phần thưởng cao nhất trong cái phần lì xì của ba ông bà này dành tặng cho các thí sinh. Nhưng mà thật sự thì đội đó cũng có đem lại tiếng cười cho khán giả. Đúng rồi. Rất là gây một không khí rất là náo nhiệt. Đúng vậy. Chị Puka, chị cười quá nè, chị thấy người ta hát lô tô hay không chị? Nói chung là sau cái tiết mục ứng biến của The Beat thì Puka đã kiếm được một vài đứa em. Điển hình như cái bạn áo xanh này nè. Sao em hát những cái điệu nhạc mà người ta chưa đi tới vậy em? Thôi mình chị Puka đi tới. Trời ơi, chị có một mình chị đi tới thôi mà bây giờ là chị cảm thấy chị trùng sống với em rồi đó. Thì thật sự các bạn cũng rất là duyên dáng, kêu lô tô theo nhạc trẻ, rồi kêu lô tô theo nhạc xưa, rồi một lát là hả bí quá kêu lô tô tụng kinh luôn, hả hò rồi nữa. Các bạn rất là dễ thương, mỗi lần các bạn hát á, Puka cảm thấy bị mệt tim quá. Chờ coi có số không, có số không. Và Puka mệt ở đây một thì ở trên đó là anh Nhật anh mệt 10 gấp 10. Thấy cái mặt anh căng thẳng mà thấy rõ luôn á. Mỗi lần mà các bạn chưa có bài hát á là cái mặt anh bắt đầu căng kiếm gì nè, kiếm có đứa nào hát được không, Cái có một bạn cất giọng lên, cái bắt đầu anh cười, anh nhả ra anh cười. Cái xong cái tới một bạn nào không có bài hát cái bắt đầu mặt anh căng anh tìm nè. Nhìn rất là thấy thương cái hình ảnh một người thầy lo cho nguyên một nhóm học trò như vậy. Cái may mắn như là về những cái bài hát thì tất cả những bạn nhỏ nghe nhiều, những bạn trẻ bây giờ thì nghe nhạc rất là nhiều, đặc biệt những bài nhạc mới. Thì nhiệm vụ của Nhật thì khi mà biết được là mình phải lên làm cái chủ đề vậy thì mình sau lại thành những cái con số để cho các bé có tự tin. Cứ lên sân khấu thì lập cho các bạn ở bạn này lấy một số bài này, bạn đó một số bài kia, thì tự nhiên lên sân khấu thì tất cả các bạn rất là sung. Một điều Nhật cũng hơi bất ngờ là các bạn tự tin với cái phần của các bạn nhỏ, đó là Nhật thấy vậy Nhật cũng rất là vui. Các bạn đã hoàn thành tiết mục ứng biến một cách rất là dễ thương rồi, Puka cảm thấy rất là thích. Xin cảm ơn Puka rất nhiều ạ. Nói về cái sự mà ứng biến trên sân khấu ha, mà nhảy múa mà có thể hát được đó, chắc phải hỏi anh Dương Lâm Đồng Nai quá à. Anh ơi, sao anh? Anh Lâm có cảm giác như là đang trở về họp lớp mà ăn liên quan á. Mấy đứa vui với sợ. Nhưng những cái tàu dòng trước á là Minh Nhật là người cầm cái vở kịch, mà ngày hôm nay là mấy em là cầm là cứu ông không nha. Tôi không thấy ông hát cái gì, toàn là mấy em hát không. Chưa kịp tới chỗ thầy nó dành hết trơn á. Đây là một cái kỷ niệm rất là đẹp đó. Mình vừa đi học mà vừa có một cái sân chơi như vậy, anh nghĩ là đây cái kỷ niệm khó quên của tụi mình đúng không? Dạ hết rồi đó. Làm rất nhiều, rất ngắn gọn và xúc tích. Chị Nam Thư, hồi nãy em thấy á, chị nhăn, chị sợ lắm đúng không? Chị thấy hoảng loạn trên sân khấu, mà một hồi em thấy chị nhảy chị ơi, chị mất nét luôn. Một hồi là chị bắt đầu ngồi dò số luôn á. Đúng rồi. Tại vì nè Thư, cô Thư cũng đã từng thi cái lô tô này rồi, cô Thư biết. Lúc mà cô Thư tập cái đòi nợ lô tô, cô Thư khóc quá chị khóc luôn, hát cũng được. Thi chung với Tú nè, hát xong Tú nói trời ơi, bả cái gì ghê quá. Khóc quá chị khóc, tại sao? Nó phải nhịp nó dễ sợ lắm. Hiểu không? Thực sự phải chú ý cái điều này. Mai mốt á, một cái tình huống ứng biến một lần nào nữa nên mình phải quan sát thầy. Thầy lúc nào cũng phải giật mấy đứa hết trơn á. Tụi con bị sung á, tụi con bị cuốn theo khán giả, bị cuốn theo mọi người xung quanh á. Tại mọi người đang la ó, vui quá, la bắt đầu đứa này hát câu, bắt đầu đứa kia hát câu, bắt đầu nó chồng. Nhưng mà thực sự hỏi là giỏi không? Giỏi. Mấy con hát lô tô rất trẻ, rất mới. Chỉ có thầy con hơi cũ giống như cô thôi, là hát bài cũ thôi. Chứ tụi con hát những cái bài rất mới, Vợ Người Ta này, hát dễ thương vô cùng. Thực sự là cô Hương phải khen, rất là giỏi. Vì sao? Tụi con ra cái sân này là tụi con biết là tụi con bất chấp, không biết luôn. Bây giờ một sống hai chết, và phần thưởng dành tụi con quá xứng đáng, 5 triệu cầm về xài. Xin cảm ơn Nam Thư rất nhiều ạ. Câu cuối cùng nè, lai động. Ông thầy thì không dám nói tới rồi. Bữa nay là chú Diệp Tiên làm khó tụi con. Tại vì cái kêu lô tô này á, là nó khó lắm. Giống như là cô Nam Thư vừa mới nói đó, cái kêu lô tô nó phải thật là duyên dáng. Cái trò mà kêu lô tô này là nhiều nhóm làm lắm rồi, rất nhiều nhóm làm và người ta làm rất duyên dáng. Mà các con hôm nay may mắn một điều là các con đem những cái bài mới ra, các con làm với cái sự hồn nhiên của các con. Thành ra nó đem lại được tiếng cười cho khán giả, và khán giả cũng thương các con. Mình phải đừng có rối. Hồi nãy tụi con bị rối quá, giống như từng số một, bạn nào nắm một số nào đó thì tới số đó thì bạn đó ra và diễn cái số đó thôi. Còn các con rối quá, thành ra chú dưới này chú cũng không theo dõi kịp các con, và cái tiếng cười đó nó không có sự nhấn nhá. Ví dụ vậy đi, ví dụ nói mình phải có những cái như thế này, ví dụ như là từng bước thăm, từng bước chân âm thầm con số 5, ví dụ vậy. Câu đầu câu cuối thôi, rồi mình vô một con số, nghĩa là mình phải nhấn nó thì khán giả người ta mới vui, người ta mới theo kịp. Kêu lô tô này ở đây chú biết có một người kêu rất hay, Dương Lâm, làm thử câu coi. Đêm chia tay chiều Chủ Nhật qua phố chợ, bồng nghe tiếng sét rầm 25 thôi. Đó, con thấy không? Mình phải tạo được những cái bất ngờ như vậy. Người ta đang theo cái bài nhạc, mình cho một cái câu khác vô thì ra con số như vậy, người ta mới cười được, mới tạo được tiếng cười được. Đó là một những cách mà kêu lô tô có hiệu quả nhất. Tụi con học hỏi nha. Dạ. Ok, cảm ơn tụi con. Đây là ứng biến. Dạ, đúng. Tới rồi. Đây mới biết trước cách khoảng mấy phút khi tụi em diễn, có đúng không? Dạ. Thành ra em xin ba sơn ở chỗ này là có thể nhìn thoáng hơn một chút. Vì ra tới đây các em mới suy nghĩ, thì cái điều đó chưa chắc cái hàng ngũ này ngồi mà có thể làm được chuyện đó. Vì cọ sát với sân khấu, với khán giả chưa nhiều, mà tụi em phải hoạt động một lúc 2-3 thứ, phải nghĩ bài ca và phải nghĩ cái lời để cho nó ra số, thì cái điều đó nó không có dễ. Và hồi nãy đó cô Oanh thấy rằng là đúng là có bát nháo có, nhưng cô khen ở cái chỗ này là các con có nhấn nhá, và từng thành phần khi đã nghĩ được cái gì bước ra có nhấn nhá. Cái điều đó là một cái bước tiến cho cái so với cái số hôm trước. Đây mới là cái tài năng hay không, có hay không, thông minh hay không, nhạy bén hay không, và có cái vốn hay không. Thì rõ ràng là các con có, không thua gì các anh chị. Còn hồi nãy ông thầy có một cái chiêu nhấn có, nên con số 9 còn, số 9 còn, số 9 có. Rồi thông minh ở chỗ là Nghe lắm lem đầy bùng. Chết rồi, con lộn rồi, con lộn, không có cái gì sai rồi. Đó cũng là cái cười. Tại vì cái lô tô mình có thể sai chút, mình nhận, và cái duyên nó nằm ở chỗ đó, không sao cả. Mình làm bộ lấp liếm nó đi thì cái đó tụi con cũng ứng biến được luôn. Vì dòng này là dòng ứng biến, mà như vậy trong một lúc mà phải hoạt động 2-3 thứ trong cái đầu là đã giỏi rồi. Thành ra ngày hôm nay so với tiết mục như vậy là hay rồi. Vỗ tay. Xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Oanh đã cho những nhận xét để khích lệ tinh thần của nhóm The Beat. Khó một điểm là tất cả các bạn phải ứng biến bởi những cái, thứ nhất là bản năng hoặc là những cái kinh nghiệm các bạn đã có trước, để tất cả các bạn có thể ứng biến được những cái tình huống trên sân khấu. Một phút thì mình suy nghĩ chớp tắt nó chỉ còn 1-2 tình huống để tạo tiếng cười và nó đúng với cái tình huống mà được ban giám khảo đưa ra. Nhưng mà đây là nó là một rất là dài hơi, mà dài hơi như vậy thì tất cả các bạn phải cần có một cái tâm lý vững. Thì tất cả các bạn nhỏ đều lên, đều rất là sung và gần như là bạn nào cũng rất là tự tin với bản thân của mình. Đó đều rất là vui. Các bạn đã trưởng thành nhiều hơn so qua từng dòng của Cười Xuyên Việt, Tiểu Lâm Hội. Chương trình Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội 2017 cho Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện. Còn bây giờ Anh Tú và Khả Như xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay, trong tập 5 của Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội 2017, lượt đấu xoay vòng cuối cùng với chủ đề hấp dẫn nhất của tất cả các phiên bản, chủ đề Bolero. Cặp thi đấu đầu tiên, nhóm Kỳ Tài và nhóm Khủng Long Tí Hon. Bây giờ sẽ mượn âm nhạc để quay trở ngược về quá ngược thời gian, trở về quá khứ một giây này gõ cửa trái tim. Tình xót xa cha đâu. Cái này là tại bà ba không có nhà mà để cho nó coi nhà. Bà ba đâu rồi? Quê cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngay rằm. Bà đi rồi đó, đi tranh thủ đi anh. Kẹo của em đâu? Sao có chút chéo vậy? Sao có chút chéo vậy? Nhắc đến thay buồn, tình chia ngang đôi đường. Nhóm nào mới là người chiến thắng? Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất. Hãy cùng sẵn sàng mở hội Tiểu Lâm của Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội với hai MC đẹp và độc, Khả Như và Anh Tú. Xin được chào mừng quý vị đã đến với chương trình Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội 2017. Và kính thưa quý vị, ở những đêm trước, các nhóm đã trình làng cho chúng ta những tác phẩm và những tiếng cười đầy ý nghĩa và sâu sắc. Và đêm nay, họ sẽ làm gì? Và trước hết, Khả Như xin được trân trọng giới thiệu ban bình luận ngày hôm nay: diễn viên Nam Thư, diễn viên Gia Bảo, diễn viên Dương Lâm và diễn viên Puka. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo xuyên suốt, nghệ sĩ Kiều Anh, và giám khảo khách mời, nghệ sĩ Vân Sơn. Và ngay bây giờ, với đêm thi chủ đề Bolero, chúng tôi sẽ hé lộ những kịch bản đặc sắc, những điệu nhạc thật hay. Vui mừng gặp lại quý vị khán giả ở phòng đặt cược. Và phần chụp hình gia đình của chúng ta cũng đã xong rồi. Mọi người nhìn nhau chúng ta nói chuyện nè. Tiết lộ với quý vị khán giả là đến với cái vòng Bolero này á, Như không biết nhóm nào sao nhưng mà nhóm này á là một lợi thế. Bởi vì ha, Như biết có người chơi đàn được nè, chơi trống lắc nè, chơi cây dông đồ được hết. Và bây giờ đây phòng thử thách, có nghĩa là khi mà các bạn phải vượt qua cái thử thách này mới được đặt cược nha. À, thấy được cái sự hỗ trợ của anh Tài Smile. Em chào anh. Thánh Bolero. Thánh Bolero. Sao mà gọi là thánh ta? Tại vì cái bài hát nào mà rân rân rô rô qua ảnh thành Bolero hết, khủng khiếp chưa? Và lần này bùa như thế này á, thì chúng ta chắc chắn phải vượt qua được thử thách thôi. Lấy giùm chị cái đàn đi em. Bây giờ mình hát với nhau một bài gì cho nó nhẹ nhàng vui vẻ nè, không lẽ tôi đờn trời. Bài gì nè? Bài gì nè? Bây giờ mình sẽ hát Trống Định Băng. Về đâu mấy tóc người thương ha. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xõa tóc ngồi bên xe. Rồi ngân cái tài hát à. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm dừng lại thôi. Đường hoa vẫn chưa mở lối. Được rồi, trời ơi, thấm đậm quá, qua tuyệt vời. Và bây giờ chúc nhóm may mắn. Bình minh sáng tươi trên quê ruộng lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhẹ lay ngả nghiêng cánh lúa trổ bông. Bờ đê đồng sơn ướt mơ trời xanh nhờn nhơ chim ca liễu lo tung tăng nắng mai trang qua. Hay quá, vậy là tối nay chúng ta đã có một tiết mục thật hay để đi vô ba quẩy rồi chị em ơi. Chị em có ngửi thấy mùi gì quanh quẩn đâu đây không? Mùi gì? Mùi trai. Nhưng mà không phải trai trong làng, trai lạ. Bởi vì trai trong làng tôi ngửi mùi tôi biết hết rồi. Trai lạ. Tôi có 5 chén đang quẩy pha, lên 15 là tôi đã bị tống giam. Tống giam trong tù, và giờ này tôi đã được ra tù. Thế từ giờ tôi sẽ quyết chí làm giàu, tôi sẽ không là tôi ngày xưa nữa đâu. Quyết tâm lên nào. Ô kìa, mấy ông anh ơi, cho tôi hỏi mấy ông anh là ai vậy? Xin trân trọng giới thiệu với bọn em, nhóm anh là Hội Tam Trí. Anh là Trí Lòng. Tôi là Trí Phổi. Tôi là Trí Vào Trường. Hội Tam Trí quyết chí làm ăn. Trời ơi, nghe tên của ba anh em thèm ăn cháo lòng quá à. Đúng mà em, đợt này hội tụi anh về tính về làng này mở quán cháo lòng đó, em nhớ tới ủng hộ nha. Hội Tam Trí quyết chí làm ăn. Yeah, vậy là từ nay chị em của chúng ta đi ba quẩy mệt về có tiệm cháo đi ăn rồi. Nhưng mà mấy ông anh ơi, cho em hỏi mấy ông anh từ đâu tới đây vậy? Mày bị điếc à? Ba thằng theo ra hát mày hỏi từ đâu ra nữa. À, tại vì mùi của mấy anh lạ quá cho nên em chưa có like ứng kịp. Like ứng là cái gì? Dạ like là thích, là thích đấy anh. À, anh hiểu rồi. Ủa mấy anh làm gì vậy? Tao đang thả mặt phẫn nộ đó. Anh kỳ quá, em hỏi mấy anh từ đâu tới rồi mà. Bọn anh mới ở trong ra. Ồ, mấy người này giống chị em mình nè, từ trong trứng chui ra. Mày điên hả? Ai nói mày trong trứng? À, vậy là mấy anh trong làng ra đúng không? Không phải. Không phải à, em biết rồi. Vậy là trong rừng. Không. Cũng không phải luôn. Vậy trong đâu? Trong trại giáo dưỡng. Trời ơi chị em ơi, những người trong trại giáo dưỡng ra là những người mà ăn chơi quậy phá, đâm thuê chém mướn. Lúc này đây chúng ta cần phải bình tĩnh để chống lại, đuổi bọn người xấu này ra khỏi làng. Tiến lên. Đứng lại. Dạ mấy anh ơi, em nói cho anh nghe là mấy bạn nữ này là bằng mặt không bằng lòng, không chơi được. Bây giờ cho em vô nhóm đi. Em là ai mà muốn vô nhóm? Dạ không giấu gì anh, tên của em biệt danh anh ba kia, sống nơi ruộng đồng quê hương có. Ôi! Em thoại thôi, hạn chế hát lại nha em. Dạ em biết. Anh là anh hỏi tên nhưng hỏi biệt danh. Nhóm anh là Hội Tam Trí. Em tên gì? Dạ em tên Tài. Rồi vô nhóm luôn, Trí Tài. Tên Tài nghe hài quá đi. Từ nay em sẽ được làm Jenny Trí Tài rồi. Thôi được rồi, em tên gì kệ em. Nhưng mà em ở trong làng đúng không? Dạ. Em cho anh hỏi một câu được không? Câu gì anh? Em cho anh hỏi bé Lờ của anh bây giờ đang ở đâu? Dạ thưa anh, nói về chị Lỡ là một câu chuyện hài hước trên một nền nhạc rất là vui. Từ khi anh ra đi, cái làng Vũ Đại của chúng ta được đổi tên thành làng Vũ Trường. Vũ Trường thì mọc lên như nấm, Vũ Nữ mọc lên như mụn, còn Vũ Hà thì em không biết. Em chỉ biết Vũ Trường nào cũng mở nhạc của Trường Vũ. Còn chị Lỡ thì đã trở thành gái bán hoa trong Vũ Trường. Cái gì? Trở thành gái bán hoa trong Vũ Trường. là ai? Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biến dậy, gồm bốn phương trời dày thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhiên chiếm ngự hồn anh. Nào ơi, anh đến với em đây. Lady and gentlemen, Nguyễn Thị Lỡ in Sóc Spy Sóc Trăng. Quý vị ơi, hư gốc luôn rồi. Quý vị ơi, quý vị có muốn lên chưa à? Được rồi, bây giờ chúng ta lên thì sẽ lên. Em sẽ trình bày ca khúc để cho quý vị cùng lên nào. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau dương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây, hòa nắng ươm đầy. Đêm tựa như lá me bay nên tình em trót dài. Dạ, dạ kẹo là em để đầy đủ rồi, cắn thoải mái nha. Bên đây kẹo dừa, kẹo bạc hà, kẹo chuối, đồ cắn cho đã. Bên đây kẹo me, kẹo mít, kẹo gì cũng có nha. Đá em để dưới kia nha, đập thoải mái. Đá cục, đá bào, đá bi rồi đó, mình đập thoải mái nha quý vị nha. Lên nữa không à? Lên. Dạ, để hòa về cái không khí bolero ngày hôm nay, em xin trình bày một cái tiết mục cũng na ná bolero, một cái tiết mục mà sẽ dễ đi vào lòng người. Và bây giờ tiết mục của em xin phép được bắt đầu. Chiếu đôi vai dành nhau quên, giờ người ta đến em có sống đâu lời quên. Chưa yêu lần nào biến xa làm sao, biến trong tình yêu như thế nào. Sống sâu là bao, nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta trái ngàn nồng sâu về sông làm sao mà trông chưa đổ bên biết nơi đâu đủ trông. Rồi người ta đến theo họ hàng đến tên, theo họ hàng đến tên, theo họ hàng đến tên. Một người nắng sinh một bước em lên người vợ, bỏ lại sau lưng bây em ngơ ngác đứng trông theo mắt đường. Quý vị ơi, đã chưa? Muốn học máu rồi mà chưa? Quý vị ơi, còn nhiều tiết mục lắm. Quán bar của em nổi tiếng là quán bar mà thứ dữ ở đây. Và bây giờ là một cái tiết mục rất là đặc biệt. Quý vị muốn bay không à? Bay! Trên cái chiếc phi cơ nào cũng có phi công. Chính vì vậy mà chúng ta muốn bay cao, bay xa, bay ra tận ngân hà, bay ra vũ trụ. Thì ngày hôm nay em đã mướn tới đây một phi công rất đặc biệt. Và bây giờ chúng ta trong chào tay đón chào phi công đến từ Cần Thơ. Thì quá rồi. Ánh mắt của anh hồn nhiên đến lạ luôn. Cảm ơn anh Tài Smile và ủng hộ quán tụi em. Mỗi lần mà quán em mà ếch kêu anh Tài tới đây, anh Tài giúp đỡ tụi em. Anh Tài ơi ra ngoài đi, có trợ lý em đưa lương cho anh nha. Cảm ơn anh, chào anh. Nên ăn lùi bước sao vì thấy em gió hơn để có dễ ngắm em. Tài, 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 Tài. Quý vị ơi, đã không à. Tôi chưa. Trời ơi, sao quán mà đông vắng que vậy? Mọi người ơi, đừng bỏ em mà. Đã có chúng tôi. Ai vậy? Bà con cô bác ơi, có ai thấy bé lò của tôi đâu không? Làm ơn chỉ dùm tôi với. Anh đã bao đêm âm thầm mong nhớ, mở bên nhau cho hạnh phúc em đêm. Em đã gây chi bao mối tình ngàn trái, để tình trùng thuê nay đành lỡ là. Thôi! Giúp cô hồn hốt cái cây giúp. Tôi không tới đây để giật cô hồn. Ăn xin đúng không? Không phải ăn xin. Chứ ăn gì? Ăn vạ. Mày đem giả tôi cho mày ăn dao. Bà cho tôi ăn dao, tôi cho bà ăn dép. Mày tông dép cho mẹ ăn chuối. Tôi không ăn nữa. Vậy tao có chữa cho mày vừa nào. Bà thôi đi. Tôi không tới đây để làm cho bà có chữa. Vậy tới đây làm gì? Tôi tới đây để tìm bé lỡ. Cái gì? Tìm bé lỡ. Tình cơ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mắt niềm đau. Buông cái cơ thể tôi ra. Ê, ê, bà Vũ bị hương, cất cuộc bà nấu nồi nào? Em nấu nồi này. Tình cơ anh, em lỡ của anh nè. Em lỡ của anh nè. Em đúng là lỡ hả? Anh xin lỗi em, vì anh đi tù mà để em ở nhà thân gái dặm trường một mình gánh nước, cho nên cơ nó mới to thế này. Không có anh ơi, ở nhà em ăn bột mì để em bị xì nó phù thủng. Em lỡ của anh nè. Lỡ cháo trắng của anh. Cháo trắng mày điên hả? Cái gì lỡ cháo trắng? Thế em là lỡ gì? Tao lỡ mồm lông móng lỡ... Nhưng mà cái tên nó là dĩ vãng rồi. Bây giờ em là lỡ một cung đàn. Lỡ một bà cung đàn, phải chăng dòng đời là dòng vậy em hoang trái. Nếu gì rồi 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 cho chồng chị thoại mấy đứa. Ừ. Ê, mày đưa tao tới nhà vũ trường hả? Dạ tới cái vũ trường này đúng rồi, nhưng mà bây giờ chị lỡ chỉ là gái bán hoa, anh phải kêu là lỡ bán hoa chứ. Đúng rồi, lỡ của tao bây giờ đã là gái bán hoa. Lỡ bán hoa bây giờ này em đang ở đâu? Em đây. Tình cơ gặp lại nhau. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì thời gian vừa qua anh đã để em ở nhà một mình vất vả. Nhưng mà em à, hôm nay anh đã về với em rồi. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ về đây bên nhau. Ta nối lại tình xưa, chỉ tình bao năm qua. Em gói game thành kỷ niệm. Phải năm còn ở đây. Làm gì vậy? Kệ bài đi em, mình về thôi. Đứng lại. Ở đây không phải là cái chợ Bà Triệu, muốn đi thì đi, muốn ra là ra. Nếu mà muốn ra, hãy bước qua xác của mẹ. Mày muốn đi đúng không? Trả cho tao 800 triệu đây. Cái gì? Con mượn má có 80 triệu mà má. Heo còn đẻ huống gì tiền mày. Sao đó tao mày mượn tao 80 triệu, bây giờ phải lên 800 triệu chứ, mày trả không? Bà thôi đi, bà quá đáng vừa thôi. Bà chưa biết tôi là ai đúng không? Mày là ai? Tôi là Chí Lòng. Mà hôm nay không chỉ có mình tôi mà còn cả hội Tam Trí. Đúng. Mày có tam trí, tôi có tam tai chơi mày mày. Còn em nữa anh. Đúng rồi, bà có tam tai, tôi có hội tứ trí. Hội tứ trí đang sát khí. Nên đi. Mày có hội tứ trí, tao có hội tứ sắc. Sẽ bắt luôn cái hội tứ trí. Giang hồ đâu, hãy ra đây. Em đi trên có non mọc ôm đôi bờ đường đê. Em che nhiều nắng lá trên rụng rè qua nhịp cầu tre. Tâm nhà tranh em đi qua mấy sông vượt mấy đèo, dâu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về. Ai vậy? Đừng phá quá chị ba. Là tao. Là mày. Quá đáng, quá đáng, giải quyết vấn đề mà cứ hả tối ngày cứ thôi. Tới đây để đánh lộn chứ tới đây đâu phải để thôi. Chúng ta là một hội một thuyền, có muốn chỉ thì hãy chỉ Gia Bảo hết. Quá xàm rồi. Để em nghe tôi hỏi, mì tên gì mi tên chi cho tao biết quý danh là gì? Mì tên gì mi tên chi cho tao biết quý danh là gì? Nói chỉ lòng lò gạch. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Chỉ lòng lò gạch. Chí lòng lò gạch? Tại sao cậu lại có cái tên là Chí lòng lò gạch? Bởi vì ngay từ khi sinh ra tôi bị bỏ rơi cái lò gạch nên người ta gọi tôi là Chí lòng lò gạch. Lò gạch nào? Gạch Đồng Tâm. (75/3/8). Tại sao bà biết? Mẹ nè con. Lòng mẹ bao la như đường hai bên. Thôi đây, quay sổ số kiến thiết à? Mẹ làm như vậy để chứng minh cái tình yêu thương của mẹ dành cho con đó. Bây giờ mẹ có nói nhiều con vẫn không tin. Bây giờ mẹ sẽ mượn âm nhạc để quay trở ngược về quá khứ. Ngược thời gian cho về quá khứ cuốn dây thành lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Anh ơi, em đã trốn cha trốn mẹ ra đây đi gặp anh đó. Ừ anh bớt nói nhiều đi, kém sang. Vô đây đi anh nha. Nhắc đến thay buồn, tình chia ngang đôi đường. Suốt cuộc đời tôi tương lai giả lại thôi. Anh ơi, con giống anh quá nè, anh ẵm nó đi. Ôi, con giống em quá, em ẵm đi. Không, cái mặt hay giống anh hơn, anh ẵm nó đi. Cái cằm giống em nè, em ẵm đi. Anh ơi, anh. Trời ơi con ơi, cha bỏ hai mẹ con mình rồi. Cha bỏ hai mẹ con mình rồi. Con cười mẹ biết diễn sao đúng không? Lúc đó mẹ hoảng loạn lắm. Mẹ chơi vơi, mẹ như cánh én giữa bầu trời giông bão. Mẹ nhìn trước nhìn sau. Ô, và mẹ nhìn thấy đằng trước có một cái lò gạch. Mẹ liền ẵm con lại đó để cho con đỡ đỡ té nắng. Lúc này con mới... Con ơi, con nín đi nha con. Bây giờ mẹ sẽ ra trại bò sữa Long Thành mua sữa về cho con nha. Mẹ tung tăng một con điên chạy ra giữa đường quốc lộ. Lúc này bỗng nhiên mẹ không sao. Xe gì đụng bà vậy? Xe cà lem. Lúc đó con mới... Con ơi, con khóc hoài mẹ chạy mệt lắm con nha. Con ở đây đi, mẹ mua sữa về cho con. Lúc này mẹ mới chạy ra giữa đường quốc lộ thì bỗng nhiên... Lúc này mẹ có sao thiệt. Xe gì đụng mẹ vậy? Xe lỗ tai, mẹ xe ngồi sướng quá nằm giữa đường quốc lộ. Xe bắt chó lại hút mẹ đi. 3 ngày sau mẹ chống chọi với bầy cuốn. Mẹ mới ra khỏi đó. Và mẹ tìm con thì hỡi ôi không còn gặp con ở đó nữa. Chuyện là như vậy đó con à. Bà ác lắm. Vì bà bỏ tôi như vậy tôi mới trở thành một đứa trẻ mồ côi, mới vướng thân vào vòng lao lý mà phải đi tù đó. Con ơi, con đừng có trách mẹ. Bởi thời đó phong kiến ghê lắm con à. Nếu mà có chữa quan thì lập tức bị dân làng bỏ lòng heo thả trôi sông, cạo đầu bôi tro trét trấu mẹ. Mẹ khổ lắm, mẹ có nỗi khổ riêng. Mẹ mới định bỏ con vô cái lò gạch. Rồi ông chủ lò gạch thấy con, ẵm con và nuôi nắng con. Một ngày chắc chắn con sẽ trở thành ông chủ lò gạch để nối dõi tông đường. Bà bỏ bà cũng phải để ý chứ. Đó là một lò gạch bỏ hoang mà. Trời ơi! Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. đạt sao. Tình mà tha thiết như sông suối hiền ngọt ngào, lời ru em mãi xanh như sao diều vì buồn. Tiếng ru em đêm chẳng mà soi bóng. Không, bà không chỉ bỏ tôi mà bây giờ bà còn hãm hại đời người yêu tôi nữa. Là sao mẹ không hiểu? Bà bắt lỡ vô đây để làm gái bán hoa. Đó là trách nhiệm về bổn phận của mẹ mà con. Gái bán hoa tiếp khách làng chơi mà mẹ nói là bổn phận à? Đâu có. Em bán hoa là em bán bông á. Bông hồng thật, tặng ca sĩ á. Là em bán thực vật chứ không phải động vật hả? Thế là con hiểu lầm mẹ hả? Hiểu lầm rồi con ơi. Thương con thao thức bao có nhiêu đó nữa cũng chật nữa. Con ơi, bây giờ gương dở lại lành. Con trai của mẹ, mẹ thương con lắm. Con ơi, bây giờ mẹ sẽ bù đắp cho con. Con gái, qua đây nè. Ngày hôm nay mẹ con chúng ta gặp nhau, chính vì vậy mà mẹ sẽ tác hợp cho con và cô gái này. Hai con đồng ý không nè? Con đồng ý chứ mẹ. Con đồng ý không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Và tại cái bar này sẽ tổ chức đám cưới cho hai con. Theo hướng qua mây mù giăng lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Bận quân mình ta vẫn dương, hồi ước trong em sẽ chiều mưa buồn. Càng giọt lệ đừng khiến quê mình sầu bi. Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt ly, cánh hoa rụng rơi. Còn gì mong manh né lối trong mưa ngày tương phùng. Rồi, kính thưa quý vị, đây là nhóm guitar. Vâng, xin được cảm ơn sự trợ diễn của anh Tài Smile. Và một lần nữa cho một tràng pháo tay cho anh Tài Smile ạ. Chị Nam Thư, hồi nãy em thấy chị nhảy quá trời nhảy luôn. Cái không khí mới lúc đầu các bạn đem ra cho Thư rất là hào hứng. Đặc biệt một cái sự cộng hưởng của anh Tài Smile xuất hiện nữa. Rất là trân trọng cái công sức đó của các bạn. Và Thư biết là các bạn chắc cũng trải qua nhiều đêm bắt đầu đuối đúng không? Thư cảm nhận được các bạn đuối về thể lực, làm hài rất áp lực. Nhưng mà tiết mục này đối với Thư hỏi hay không hay, vui không vui, nhộn không nhộn. Nhưng lai lật lợt, chưa lai đậm nha. Bảo rất là thích cái kiểu bolero này. Đúng chất bolero đường phố, gõ và hát sống. Nó rất là khó. Cái khen của mấy bạn là mấy bạn chọn những cái bài bolero nó khá là khó và nó khá lạ. Nghe nó rất là quen mà lâu lắm rồi không có nghe, cho nên nghe là cái tự nhiên mình thấy nó đã. Cái đúng là một phần là tại vì Dương Lâm hoạt quá, cái dấu ấn của Dương Lâm nó đậm nét quá. Hy vọng là các vòng sau á, thì mọi người ráng đậm nét hơn. Bảo cũng có một cái lấn cấn thứ hai là tại vì không hiểu sao cái vai Dương Lâm lại không bận đồ con gái. Nếu mà khán giả người ta bấm vô người ta coi ngang, nhiều khi người ta không hiểu cái này là con trai hay con gái. Và câu chuyện này thì đúng là một câu chuyện bi mà các bạn đã làm thành hài và có được tiếng cười nhiều thì một lời rất là chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn những lời nhận xét của anh Gia Bảo. Và nếu mà nói về âm nhạc, về cái sự thẩm định âm nhạc thì chắc chắn phải mời Puka nhận xét. Dạ, thật sự đối với em thì Cười Xuyên Việt cái chủ đề này là em thích lắm. Tại vì đúng cái gu của em á, em cũng đã từng tập cái chủ đề bolero này rồi. Cái chủ đề này không hề dễ chút nào. Mà mấy anh ở đây là mấy anh được hát được, đàn được, đánh trống được là quá giỏi rồi, đúng là kỳ tài luôn á mọi người. Và em thấy mọi người rất là thông minh khi là để cả một ban nhạc. Và một điều nữa là em muốn những dòng sau á là anh Đời diễn nhiều hơn nữa, tại em rất muốn xem anh diễn. Nếu nói về cái bộ môn này thì chắc chắn anh Vân Sơn, anh sẽ là người rành nhất. Anh Sơn xác nhận là hôm nay anh Sơn đứng về nhóm của tụi em, bởi vì anh em mặc cùng một màu áo. Thứ nhất là anh cảm ơn tụi em đã mang đến tiếng cười cho anh Sơn. Anh Sơn hôm nay ngồi cười rất thoải mái. Anh làm khán giả, anh ngồi anh xem tụi em diễn. Hôm nay tụi em đã mang đến một cái vở kịch có đầu, có đuôi, tất cả mọi thứ đầy đủ. Anh có lời khen tụi em là làm diễn viên hài là chúng ta phải có hai điều kiện sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải thật thông minh, hay chúng ta phải thật là khùng. Mà hôm nay tụi em có cả hai cái đó. Tụi em thông minh và khùng rất dễ thương. Vậy mà những lúc chị nói ông khùng, ông chửi. Em thấy ông vô lý. Không, anh khùng là khùng trên sân khấu thôi, chứ mình ngồi đây mình đâu được quyền khùng. Khùng đúng chỗ, đúng không, lúc thì ý em nha. Em xem anh diễn xong em nói Sơn khùng quá à. Hiện tại bây giờ để mà mang tiếng cười đến khán giả, anh Sơn, theo anh Sơn thấy đó, nó rất là khó. Nhất là cái vở kịch như thế này đông người quá, các em phải bỏ nhiều thời gian lắm mới làm được một vở kịch như thế này. Là một người khán giả ngồi ở vị trí này, anh Sơn rất vui và anh Sơn rất thích khi được xem cái vở kịch, và anh Sơn cười rất thoải mái ngày hôm nay. Một lời khen tặng cho nhóm của tụi em, nhóm Kỳ Tài. Kiều Anh có 3 điểm khen tặng các em. Điều thứ nhất, cái tính thời sự được quăng vào đúng chỗ, đúng lúc, nó sẽ rất là ập về. Điều đầu tiên, chương trình Kỳ Tài lộ diện đã được cái tiếng vang rất là lớn, thì Dương Bảo Lâm đã làm chuyện đó. Mời anh Tài vào, lại một điểm nóng đang hot ở trên mạng, lại là cái điều thông minh thứ hai, xin tràng pháo tay nữa. Và cái điểm thứ ba ngày hôm nay, vì chủ đề là kịch bolero, các em hát không hay mà các em xử lý đúng chỗ và có nhiều yếu tố bolero trong đó, thì điều đó đã là một cái điều đạt chuẩn rồi. Tụi em rất mộc mạc, rất chất phác, thì cái đâm hơi hay là cái không đúng nhịp nó lại là yếu tố hài đó nha. Mà chị nghĩ tụi em cố tình cố tình lạc như vậy người ta mới cười, chứ không chứ phải hát hay người ta đâu có cười, đúng không? Mình là mình hôm nay là mình thi là Cười Xuyên Việt. Ngày hôm nay như Thư nói á, vì Thư á, là một người rất là cầu toàn. Thư có thể khắt khe để cho tụi em giỏi hơn nữa là bởi vì có thể đồng trang lứa với nhau, thì điều đó cũng là điều tốt. Nhưng đối với chị, một cái tiết mục náo và một cái dạng hài điền kinh của Dương Bảo Lâm, anh tưởng nó là hài thần kinh gọi là chị thấy ngày hôm nay tụi em chia lửa rất là đều. Và cái thứ hai nữa, cứ giữ như vậy, nếu mai mốt tụi em may mắn mà được nổi tiếng sau cái chương trình này, được mời đi diễn nhiều, thì tụi em sẽ lãnh hết lương rồi. Vì dạ cái giống gì tụi em cũng làm hết, không có cần ai bấm nhạc bấm nhiếc. Thành ra sau tiết mục này chị nghĩ bấm nhạc chắc nghỉ luôn rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái tiết mục của nhóm tiếp theo, nhóm đối đầu trực tiếp với nhóm Kỳ Tài. Đó chính là nhóm Khủng Long Tí Hon. Chúng ta lại gặp nhau ở phòng đặt cược. Và ngay bây giờ câu hỏi đầu tiên, Khả Như nhìn những gương mặt hớn hở như vậy á, thì Khả Như rất muốn đặt câu hỏi cho em thôi. Nhóm em khi nào rã đán? Thật ra là khi nào mà không lợi dụng nhau được nữa thì mới giải tán. Đó là câu của em, như em nghĩ Quốc Khánh đó câu trả lời. Anh nghe cái câu nói thôi là thấy được cái sự yêu thương nhau rồi ha. Dạ, em đoán nữa. Dạ thì những cái mà mâu thuẫn trong nhóm đều do Hoàng Khôi. À, Hoàng Khôi hả em ơi? Nó nhỏ mà nó nhỏ mà nó cứ cãi lời anh em. Đơm đặc quá. Không có sai gì nữa. Dạ thì nó là mỗi lần em là nhóm trưởng, em đưa ra một cái đường dây kịch bản nó bác bỏ. Anh Tiên tổng đạo diễn đưa kịch bản nó bác bỏ, nó nói không hay, không vui bằng những ý tưởng kịch bản của nó. Và những kịch bản của thôi cảm ơn quý vị. Những kịch bản của Hoàng Khôi chỉ có lên cung trăng mà diễn thôi Hoàng Khôi à. À rồi, xuyên không đồ thôi, được rồi. Vâng, cái sự căng thẳng của nhóm, nhưng mà không hiểu sao mà cứ lên sân khấu tôi tưởng là thương nhau dữ lắm luôn, mà phía sau thằng vậy nè, nói chơi thôi quý vị, anh em rất là quý nhau. Và để thể hiện một cái sự đoàn kết, không có khóc nữa. Không khóc được chị, nó giật mặt thôi. Nó giật cơ mặt thôi, giống Hàn Quốc vậy đó. Hãy quên những giây phút vừa qua, đến với Khủng Long Tí Hon để với tiết mục bolero của nhóm nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhóm Khủng Long Tí Hon. Không biết là nhóm có còn cãi nhau nữa không hả Tu? Tu nghĩ là cái sự cãi nhau này có sự tính toán nha. Tôi nghĩ là chiêu trò của nhóm, nhất là Quốc Khánh đó. Chiêu trò luôn. Hai biên kịch trong nhóm lúc nào cũng than không có kịch bản, lúc nào cũng bí chủ đề, mà lúc nào ra diễn cũng rần rần rộ rộ. À là hổ ly gián, có nghĩa là làm cho tất cả mọi người á, giống như là tung quả mù cho các đội khác là coi thường. Đúng. Để mà có thể mà không có tập trung, rồi đội này hả lén lén tập cho tốt, đúng không? Đúng vậy, tôi nghĩ là cái điều hổ ly gián này đã xài được 2 tập rồi. Không biết tập thứ 3 cái điều hổ ly gián này còn linh nghiệm nữa hay không, còn hiệu nghiệm nữa hay không, thì quý vị hãy cùng đón xem nha. Mọi người ơi, giao ra. Nhân chúng ta cùng hát bơm xây được cả đêm ngày hát bơm ta cùng bơm anh bơm xây được cả đêm ngày hát bơm. Trời ơi, con ơi là con. Má, tại sao vậy? Mày phá trong nhà chưa đủ ra, mày làm gì? Bơm nó ra, bơm nó ra. Bơm nổ nhà mình thì sao? Nổ đâu mà nổ má, con làm cho vui á mà. Vui quá ha. Rồi sao ra đây đứng bán, dì ba đâu xong đứng bán. Dì ba đi chợ rồi, dì ba kêu con coi nhà cho dì ba. Thôi mày đừng có xạo, dì ba đi chợ là luôn luôn nói với má một tiếng. Đằng này mày ra mày kiếm thằng Quý cái chắc. Trời, có đâu má ơi. Thằng Quý nó nằm ở đâu đây nè, thế nào mày cũng có đâu má ơi. Kìa thằng Quý kìa nó nằm. Dạ, má tin vô đi, trời ơi. Má con hồi nào giờ mà không tin, còn đâu có là má. Con nằm rồi nè. Má, có sao không? Trời ơi, con với cái nuôi nó xong bây giờ nó xô mình sắp mặt. Mày nữa nha, riết người ta coi không được rồi đó, đi vô nha. Dạ. Má, nhà thằng Quý. Con ở nhà con. Bây giờ mày mất nhận thức nhà nào nhà mày luôn. Con cái gì mà hư đốn. Trời ơi. Cái này là tại bà ba không coi nhà mà để cho nó coi nhà. Bà ba đâu rồi? Em nè chị. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngay rằm. Đi đâu sáng giờ? Em ra chợ mua cái chổi lau nhà cho chị nè. Đi mua chổi lau nhà thì mua chạy về cho lẹ, mắc mới đi kiểu đó. Em đi bộ mỏi giò lắm, em phải lái cano cho nó đỡ mỏi. Rồi em đỡ mỏi giò chưa? Đỡ, mà mỏi tay. Chị biết sao em mỏi tay rồi. Sao vậy chị? Lái cano phải lái kiểu đó. Chứ lái làm sao? Lái cano lái vậy nè. Lái em coi coi. Lên em. Chị. Sao? Cái này đỡ mỏi nè. Ừ. Mà thấp gì để điểm? Không mà vui. Phải nhảy lên nha. Lên. Giống xuồng máy quá vậy. Cái xuồng máy là hồi xưa em nhớ không biết ba? Chị lái, em hát. Đúng rồi, đi nè. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Rồi, ra đi. Kêu không ra, gõ cửa mới ra. Cốc. Gõ cửa trái tim, dám em bước vào. Dù tình xót xa, chung thân huyệt đào. Một vội với chim bao, đôi hiền mắt xanh xao. Nhưng anh vẫn không tin em. À? À, anh ơi có sao không anh ơi? Anh không sao đâu, em hàng xóm ơi. Dùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình, nhà cạnh bên em. Ôi, sống... Hết hồn à. Má nó không cho mình quen nhau rồi, bây giờ má đi rồi tranh thủ làm được gì làm đi anh. Ha. Em nhớ anh quá à. Anh cũng nhớ em nữa. Anh khỏe không? Anh khỏe, em khỏe không? Em khỏe. Vậy đi. Anh ơi, má... anh ơi. Anh trốn rồi. Trời ơi, má đi rồi đó đi. Anh nhớ em quá trời ơi. Cái kẹo của em đâu? Biết mà, nè. Sao có chút chéo vậy? Đừng có lo, đây là kẹo anh bán cho người ta thôi. Còn kẹo anh tặng em thì nó phải dài hơn như dây nè. Đó, em thấy không? Nó dài vậy đó. Anh muốn nó giống như tình yêu của hai đứa mình vậy đó. Kéo dài, dài mãi luôn. Nhưng mà cái kẹo á, thì càng kéo nó càng dài, rồi thì nó cũng sẽ gãy thôi. Em sợ á, tình yêu của mình á, nó gãy như cây kẹo này thì phải làm sao á anh? Trời đất ơi, đừng có lo. Đã có anh ở đây rồi, em cứ yên tâm. Anh sẽ lo cho em hết. Em thích cái gì anh mua cho em hết luôn. Bởi vì sao? Bởi vì anh nghèo mà. Thiệt. Chính vì cái nghèo đó má không cho lấy đó anh. Ủa vậy hả? À, thôi đừng có nhắc cái chuyện đó nữa, buồn lắm. Ăn kẹo đi. Sao? Ngọt không? Ngọt. Anh không tin. Ai cho tụi bay chơi cắn kẹo với nhau vậy? Ủa? Đám cưới không chồng. Thôi dẹp đi. Rước dâu hả? Chị không thích hả? Không thích. Xuống đi má. luôn. Chị có chưa? Tại chị hết, tại chị bây giờ tụi nó ôm nhau, nó kia ôm nhau. Chị làm gì đi, tôi không biết, chị xử lý nó đi. Để em. Chị làm gì vậy? Em vẽ bùa vẽ ngải cho nó xa nhau. Trời ơi chị ơi, chị làm gì vậy? Chị vẽ cách mấy tụi nó không có dứt ra đâu. Bây giờ tôi không muốn thấy cảnh này nữa. Để em. Gì nữa? Em vẽ ngải cho chị chết. Chết nè, chết nè. Bây giờ chị làm sao? Cái chị nói không muốn thấy cảnh này nữa thì chị có chết mà không thấy thôi. Chị ơi chị nhìn đi. Ai? Thằng Quý nghèo sơ nghèo sát sao đứng cái con trà nhà mình được? Dạ bác ơi bác, mặc dù con nghèo thiệt nhưng mà con bù lại được một cái. Cái gì? Đẹp trai. Đẹp trai. Nó đẹp thiệt bà. Mà đẹp có ăn được không? Ăn được sao không ăn, xấu có ăn được nó chỉ đẹp. Cái gì mình cũng muốn ăn hết, con trai là hãy tôm tướp liền à. Tôm tướp chứ xong tôm tướp. Mình ngon mình ăn nó đi. Ăn cho bà thèm hả? Thèm này mình kìa, nước miếng mà chảy đồng đồng kìa. Áo bự kìa bà. Trời đất ơi kệ tôi chứ, mình ngon mình ăn, mang vô buồn ăn đi. Bạn trai con mà. Ủa mắc cười quá, mở treo miệng mèo bị không thèm. Dạ, dì ba dì hai ơi, mặc dù là bây giờ con nghèo thiệt nhưng mà 1-2 năm nữa thôi con ráng đi làm ăn kiếm tiền. Con có tiền rồi con về con lo cho em trà được mà. Chắc 1-2 năm không? Thì 2-3 năm. 2-3 năm. 3-4 năm. 3-4 năm. 7-8 năm gì đó. 7-8 năm. Mày lo cho con trà tao tới 7-8 năm sao mới lo được. Trời ơi mày vừa phải thôi chứ, cái tao cần là ngay bây giờ mày phải lo được cho con trà. Còn không lo được cho con trà thì phải lo được cho mẹ của con trà. Chị có bị gì đâu bắt ta lo. Bà quá đâu. Cái gì vậy? Ai kiếm gì vậy chị hai? Thằng Giang đầu quắn chị mượn tiền nó. Mượn bao nhiêu? 50. Để em trả cho. 50 triệu. Trời ê Chị ba hả? Trời ơi có gì đâu sợ, đứng đây đi, có con ở đây mà. Sợ mày hả? Sợ hả? Bà quá. Ai đây? Tao là đòi nợ mày. Đòi nợ hả? Dì Qua nợ mày nhiêu? 50 triệu mày. Đây là em Dì Qua, có gì tự xử lý đi nha. Anh ơi nãy giờ em bị lé chứ phải em liếc anh đâu nha anh. Bà Qua đâu? Ở đây nhiều Qua lắm, anh muốn kiếm Qua nào? Qua Lan, Qua Cúc, Qua Phượng, Qua Lài, Qua 10 giờ hay anh muốn Qua Đời? Nhân mặt hả mày? Tao kiếm bà Qua Qua. Qua Qua là kia Qua Qua hả anh? Không, Qua Ga. Qua Ga, Qua Ga. Có cái tên để đòi nợ mà cũng dấp nữa. Qua Ga phải không? Chỉ Qua Đời rồi. Còn bà là... Còn bà là cái gì của bà? Em ruột. Nợ nó cấn qua cho cô. Còn sống nhăn răng luôn á, ta trả nợ lên mà đấy. Vẫn mặt không ai. Bà đâu? Hôm nay phải có 50 triệu cho tao nghe chưa? Trời anh ơi, anh cho như dặn lãi, anh giàu mà, tiếc chi 50 triệu cho siêu. Giàu là hồi xưa thôi, bây giờ tao nghèo dữ lắm rồi. Tao phải thổi bong bóng để tao mưu sinh kiếm thêm mày biết không? Thổi bong bóng? Mưu sinh? Thổi bong bóng nghèo phải rồi. Đàn ông con trai mới lớn á, muốn lập nghiệp, muốn giàu đó, phải thổi kèn. Thổi kèn? Là sao mày? Anh tuổi gì? Tuổi Tuất. Tuổi Tuất, Tuất lặng chó, con chó mắc hay đổ gèn, phải thổi kèn. Thổi kèn thổi sao? Em chỉ cho anh. Có kèn không? Có sao không? Đó nè. Cái gì ba? Cái kèn đồ chơi mà thổi vậy? Anh khi dễ nó qua, mình tập cái gì cũng phải tập được cái nhỏ tới cái lớn cho bớt bỡ ngỡ, hiểu không? Kèn đồ chơi. Nhưng mà em thổi ra bài Duyên Phận đó. Phải không? Đâu thổi cho tôi nghe coi nè. 2, 3. Đó, mình hay hỏi quá cô ơi. Cái kèn này tao tịch thu nha. Gì kỳ vậy anh? 1 tiếng đồng hồ nữa tao mà không thấy tiền, cái kèn này tao lấy tao thổi đám ma nhà mày. Đi. Chết rồi. Dì ba, tụi nó đâu, còn đứng đây không? Chơi khô máu nè, tụi nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Trời. Chủ xóm mặt nạ là mày đó. Mày bao nhiêu mặt lật à. Lấy mày chạy vậy đó đã đánh người ta. Nè bữa tánh tình mày vậy, mày hèn nhát mà trốn tránh vậy đó. Chị hai không cho mày lấy con trà là phải rồi. Suốt đời không được lấy con trà nha mày. Dì ba ơi con thương trà thiệt mà dì ba. Dì ba ơi, dì ba không tin con hả? Con thề với trời đất, nếu như mà con không lấy được trà, con sẽ không cho ai lấy trà hết. Mày ngon mày cản tao coi. Ai đây? Ladies and gentlemen, I am a Xuân Tiến. Tiến. Put your hands up. Mày nhảy lót chót. Vô đây làm gì đây? Ê, vô đây tao kiếm trà mày. Cái gì? Mày kiếm trà làm gì? Để hỏi vợ. Hỏi vợ? Mày cưới trà? Đúng. Mày có gì mà đòi cưới trà? Có gì là quyền của tao, mày xê ra mày. Tao không xê á. Mày xê ra. Không xê á. Xê mày đi đâu? Mày đâu? Xê ra mày. Tao không xê á. Xê thầy, tao không xê. Mày đứng bên con kịch hả? Đây nhầm. Không có tiền trả nợ đừng có đòi nữa. Cỏ vàng. Hey, cha. Đám cưới đi. Dọn đồ đám cưới tụi mày ơi. Đám cưới tìm ra tụi mày ơi. Nhanh lên cưới. Thôi mời nhà trai vô. Dạ. Thôi chị nói này gì. Em trai con vừa đáp chuyến bay cao tốc về Việt Nam. Ê, hả? Bay bay cao tốc. Cao tốc là đường cao tốc. Máy bay là máy bay cấp tốc. Thôi mà. Dạ. Nó về tới nơi nè. Mời vô. Vô. Trời ơi sao nóng quá đi. Nóng quá đi nè. Ở đây là xứ nóng. Mặc áo cho dườm già. Không nóng cũng lạ nghiêng. Dạ con xin lỗi. Con về trễ tại con mới bay từ Lào về nên con tới trễ. Lào? Dạ. Lào là kế Việt Nam phải không con? Dạ Lào Cai. Ê bé, dạ. Chị mới bên Cam chị về á. Campuchia à? Cam Ranh á. Tính ra mình gần nhất ở Nhật. Nhật Bản hả? Nhật Tảo. Trời ơi, vui dữ ta, gia đình này vui dữ nè. Dạ. Sao con gặp được con Trà nhà bác? Dạ, con học chung với em Trà từ lớp 1 tới lớp 12. Rồi con đi du học. Rồi nè, mời con ngồi. Dạ, anh con ngồi rồi. Thôi để con đứng hầu chuyện hai con. Dạ, để phép quá, bác thích, tôi chịu. Vậy cho bác hỏi, con tên gì? Dạ, con tên Thanh. Anh Thanh. Con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 30. 30. Gì vậy chị? Hỏi quá trời hỏi. Người ta biết trả lời dùm. Đánh cũng ngộ à nghe. Ngộ chị quá. Bây giờ chị biết ra chị hỏi luôn đi. Qua đêm hỏi cho. Sao đó? Ngồi đi con. Hỏi cho đàng hoàng nha. Dạ. Con giới thiệu về hoàn cảnh gia đình đi. Dạ. Con với anh con á, không may mắn sinh ra trong một gia đình mà có cha nhưng mà có mẹ luôn. Có cha nhưng mà có mẹ luôn. Cũng bất hạnh là nghe. Nói chung á là hôm nay con tới đây là con muốn hỏi cưới em Trà. Có tiền là cưới được hết là nghe. Dạ, hai cô yên tâm. Con á, con có chuẩn bị hết rồi. Anh hai, Tết tới là Tết con gì? Con chó. Dạ. Con chó. Ủa, sao cô chửi con? Cô đâu chửi đâu, cô nói bình thường mà. Con chó. Sao cô chửi con? Nó đó bình thường, có chửi. Con chó. Đừng có hỏi nữa. Hỏi một hồi mà chửi mày nữa đó. Dạ. Con... mang con chó. Được. Dạ. Đây là con chó bằng vàng 4 số 9, nặng 15 kg. Đây là quà cưới của con cho em Trà. Trời ơi, cưới con ơi. Khoan đã, mọi chuyện hãy để Đét đi lo. I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. Vô nhà người ta nhảy dần, không nói tiếng nào cũng lạ nghe. Dạ, cho con xin lỗi. Dạ con xin được giới thiệu. Đây là cha của con. Chị tiếp chuyện anh Xui đi chị. Anh Xui đúng không? Dạ. Anh Xui ơi. 알았어. 한뒤 부치그레이라 한 그루. 한뒤 부치그레이라 한 그루. Nói lại một cái được không? Hạnh rồi, Hạnh đi bụt chứ cái đi đó, Hạnh cứ đi, Hạnh đi bụt chứ cái đi đó, Hạnh cứ đi. Nói tiếng nước ngoài, quá trời câu. Mà câu nào cũng nghe toàn cứ đi, cũng lạ nghe. Dạ, tại vì cha con là người Việt nhưng mà lại sinh sống và làm việc ở bên Hàn Quốc nên nói tiếng Nhật Bản rất là hay. Hàn Quốc? Dạ không, nói tiếng Hàn Quốc rất là hay. Ông anh ơi, chào tôi thử tiếng coi. Hàn Quốc đi. Adonso. Trời ơi. Xin chào. Adonso. Adon răng hố. Mày đi rồi hả mày? Trời trời, ai hôn sẵn sao mà chửi tao vậy? Dạ. Gì bình tĩnh. Ủa? Dạ. Quý. Dạ. Ba con á hả? Dạ. Trời đất ơi, trước giờ ở kế nhà gì mà gì không biết ta. Dạ. Trời ơi. Tại vì bao nhiêu lâu nay con đã che giấu thân phận. Cho ba giới thiệu tên. Dạ. Úi trời. Ông anh tên gì? Tôi tên Hon. Dạ. Hon. Lim Min Hon. Không phải. Bắc Kim Hon. Không phải luôn. Han Chun Hon. Càng không phải. Chứ cái gì Hon? Khủng Long Tí Hon. Dạ thưa hai bác, bao nhiêu nay con che giấu thân phận này. Trời trời, làm những người nổi tiếng che giấu thân phận. Làm như nó là vua chúa. Dạ, tại vì gia đình con rất là giàu, nhưng mà con không muốn mọi người nói thằng này sống ỷ lại vào người khác, nên con đã tự lực cánh sinh, tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Con có dũng mãnh hay không? Ngu. Ngu là đúng. Tại sao con có một người cha giàu như vậy mà con không nói cho mọi người biết? Dạ. Lấy vợ đơn giản thôi mà. Dạ. Con nhỏ con muốn lấy tên gì? Dạ, tên Trà. Trà Quý. Dạ. Trì Quá. Không cho lấy đúng rồi. Không cho lấy đi. Nhưng mà ở đây tôi có tiền. Nè ông anh. Cái gì? Ông anh có tiền ư? Ông anh có thấy con chó vàng của tôi đâu? 15 kg vàng để tặng cho em Trà đó. Ông anh có gì nè? Tụi bay đem vào. Đem tụi dữ vậy? Ông anh, ông anh biết sự khác nhau giữa ông anh và ngôi nhà là gì không? Là gì? Ông anh không có cửa đó. Công nhận câu này ý nghĩa nhân văn à nghe. Đúng rồi, tôi thấy con chó này nhỏ hơn con chó bên này á nghe. Trời ơi. Nè, nếu muốn con chó lớn hơn tôi vẫn có thể làm được. Đúng vậy. Trời ơi, nói chung là kẻ chính lạng người 10 cân thì làm sao mà đo được. Kẻ chính lạng người nửa cân bà. Thì tôi không có học, chị ba biết chị ba chỉ tôi đó. Thôi nè, bây giờ hai bên đều già như nhau. Em có cách này nè chị hai. Cách gì? Bây giờ cho hai bên đấu với nhau đi. Bên nào hát được nhiều bài bolero nhất, bên đó được quyền cưới con Trà. Hay lắm. Ê, để em vô em thuyết phục con Trà nghe. Rồi để tôi. Từ đây tới cuối không có ra nữa, bảo trọng mà nghe. Rồi, bây giờ là phần thi đấu giữa hai đại gia bắt đầu. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh sẽ gom mây về thành lâu đài kết thành lâu đài đời chiều buồn đêm chẳng nào tới đời chiều vàn hôn lên làn tông đời một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Thôi là hết em đi đường em. Thôi là hết em đi đường em. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi. Nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngần ngơ. Em mới suốt đêm thao thức vì em. Vì lời dã từ lúc em ra về. Từ mai đây em lại đến. Nguyện chọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Mùa thu lá bay em đã đi rồi. Lá bay em đã đi rồi. Vỡ tan ôi bao giấc mộng lửa đôi. Vỡ tan ôi bao giấc mộng lửa đôi. Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau. Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau. Hẹn em kiếp sau ta tìm thấy nhau. Hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Ôm mê ly đời ta. Everybody say. Ôm mê ly đời sống với cây đàn. Tình hình tan dạo phim rồi ca vang. Chiều em nhìn phía xa mây vàng. Dù lòng ta dạo khúc ca với đàn. Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi. Dù ta mưa đám cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi. Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. Dễ thôi mà. Anh xui trả giùm em 50 triệu. 50 triệu đơn giản thôi mà. Từ từ. Mày kêu ba lên đây giả người giàu thôi chứ mày không có, nó phải đem theo tiền. 50 triệu lớn quá tiền đâu được. Con cũng đâu có tiền đâu, cha con cũng không có luôn hả? Rồi con sao có trả tiền tôi đâu. Tôi... Ê, mấy người làm gì? Ê, ông Thanh, ông thiếu tiền tôi mấy năm trời không trả. Bây giờ lớn lên đây trả nợ tôi đúng không? Không có. Tôi ở dưới quê tôi lên thăm trai tôi nhớ nó quá chứ tôi chưa có tiền. Cậu để từ tôi trả được không? Dẫn mặt hả? Thất nợ nữa hả? Anh lộn rồi đó, cái này ông xui của tôi. Ông giàu lắm. Giàu con khỉ. Ông thiếu tôi 10 triệu mà mấy năm không trả kìa. Trời đất ơi, 10 triệu gì? Yên tâm, 10 triệu thôi mà. Có con chó vàng bự trong kia kìa. Bà nói con chó ngoại à? Con chó bằng mút. Dẫn mặt giờ làm nghèo quá không có tiền làm. Chứ lừa đảo hả mày? Không cậu. Hả? Không, tôi không có lừa đảo. Lừa đảo hả mày? Nè! Đúng mặt rồi. Nè! Đúng rồi. Mày đúng mặt rồi. Chết người. Ổng là 10 triệu. Cái gương của bà á. Còn bà 50 triệu trả cho tôi. Tiền đâu? Tiền từ tôi. Tiền đâu? Tao trả. Dạ 50 triệu. Còn cái này là cho thêm. Dạ. Để yên cho nhà vợ tao. Dạ em biết rồi. Còn mày 10 triệu đó không mày? Tiền đó đâu? Anh ơi, từ từ tôi trả. Từ từ luôn rồi. Không thì trả tôi. Tôi muốn tiền đúng không? Đây, tiền đi. Tụi bay đếm nhiêu đó, chừng nào đủ cho trả cho tao 10 triệu. Người ta trả cho tao rồi. Trả lại người ta. Tao không cần. Sĩ diện hả mày? Nghe mày đặt sĩ diện hả mày? Ba mày thiếu tao 10 triệu mà mấy năm không trả. Bây giờ có người trả mày đặt sĩ diện hả mày? Cậu bình tĩnh cậu. Tao con trai tôi nó nhỏ nó không biết. Được, coi như là bây giờ tôi với cậu không còn nợ nần gì nữa nha. Tôi hết nợ với cậu rồi. Cậu ơi, cậu, tôi lại cậu, tôi cảm ơn cậu. Tôi hết nợ nần rồi, đừng kiếm tôi nữa nha cậu. Nè, mày chừa cái mặt tao ra nghe chưa mày? Dạ, cảm ơn. Bớt đi lừa đảo chưa? Dạ. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi cảm ơn cậu, tôi đội ơn cậu nhiều lắm. Tôi ráng, tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi trả lại cho cậu nha cậu. Bác không phải trả tiền cho tôi đâu. Bác chỉ cần nói với con trai bác đó, tránh xa trà ra. Mày nói cái gì? Mày nói tránh xa trà hả? Mày nói mày muốn gì? Mày muốn gì? Nhục không chết nhưng mà nghèo thì chết đó. Phú vụ bần gì cả, nhưng con hãy hiểu cho bác. Phận làm cha làm mẹ như bác chỉ muốn con gái mình được hạnh phúc, được no đủ. Anh Thanh đủ sức lo cho con Trà, còn con thì không. Tình yêu lúc đầu thì chân thành, nhưng càng về sau còn nhiều cái phải lo lắm con. Con thương bác. Con thương con. Chưa hết xúc động hả Khánh? Mạnh mẽ lên, không khóc nè Khánh, không khóc, Khánh không khóc. Vỗ tay một tràng cho Khánh ạ. Chị Nam Thư, chị khóc xong chưa? Khánh có nói một cái câu trong cái vở kịch của em là ai ít nhất cũng một lần yêu và lỡ hẹn. Khủng Long Tí Hon đã lỡ hẹn với chị 2 số. Chị đã từng chỉ thẳng cái mặt Khánh, mày không làm được, mày đừng nhìn mặt chị. Nhưng đối với lần này chị chỉ nói 2 từ thôi: lai đậm. Yes, lai đậm. Ôm một cái. Cho em chia sẻ thêm. Khủng Long Tí Hon tập không ra bài. Qua nhà em lúc 2 giờ mấy sáng, sinh nhật em. Qua tưởng bàn kịch bản tập tiếp không. Qua ăn hết rồi bò kho nhà em xong đi ngủ. Rồi thôi, không thấy nó tập tành gì. Em nghĩ hôm nay lên thôi rồi fail rồi. Nhưng không, hôm nay Khủng Long Tí Hon làm cho chị quá tuyệt. Cảm xúc là quá Thư thiệt đã. Còn cái gì hồi nãy cưng nói với chị là gì đó, style trang điểm đó à. Chia sẻ luôn và tất cả em không biết là Khủng Long Tí Hon sẽ đi được chặng nào, nhưng mà có lẽ đây là cái nhóm đầu tư trong tất cả các nhóm. Có ekip truyền thông, có ekip make up, có trợ lý, có stylist, từ dòng từng tập một. Thực sự chị hay ghẹo em những điều đó, ghẹo nhóm em những điều đó, nhưng bản thân chị rất trân trọng những điều đó. Bởi sao? Tụi em rất nghiêm túc với cuộc thi, thái độ của tụi em với cuộc thi là em hết lòng hết sức. Chị rất hy vọng tiểu phẩm của Khủng Long Tí Hon hôm nay sẽ là hiện tượng và tóm lại lay động. Yes. Dạ cảm ơn chị Nam Thư nhiều. Xin lỗi chị, em xin đính chính lại là em fail con dòng mà dòng thứ hai em hay lắm mà chị. Đúng rồi, dòng thứ hai rất hay, tôi làm chứng. Không, chị biết rồi. Cái nồi bò khô của em chị đền nhà Thư, em rất sai có một lần mà em nói hai lần. Nói giỡn thôi chứ không biết nữa, cảm xúc của chị bây giờ chị nói nữa sợ chị khóc đúng không? Thôi dìu nó vô đi. Thôi cất chị đi. Khi mà hoàn thành xong tiểu phẩm này á, tại cách đây 2 ngày tụi em cũng có bài. Cảm ơn anh Diệp Tiên nhiều lắm. Anh Diệp Tiên thôi đừng có khóc. Cảm ơn Minh Dự nhiều lắm. Đúng. Cuối cùng chị muốn biết vở kịch ai viết, ý của ai mà lòi ra vụ hai con chó sau khi ăn tôm bò kho? Dạ ý của anh Tiên. Khi mà tập bài á, tự nhiên hai con chó đâu để bên góc nè, anh Tiên nó lụm hai con chó vô diễn đi chứ giờ buồn quá diễn gì cho vui. Chị biết Khánh làm bao nhiêu lần, 2 mùa thi và rất nhiều tiểu phẩm. Ở đây phải cả một công sức, cũng phải tập dượt và phải suy nghĩ lâu lắm nó mới ra một cái đường dây như thế này. Nó nhân văn như thế này, từng câu, từng lời, từng chữ. Kiều Anh cho em đến 9 cái. Thật ra là em, mấy bạn này thật sự là nói thật đó. Tại vì trước đó thì mấy bạn có qua bên nhà em tập. Và mấy bạn này á, lúc tập không phải là cái kịch bản này. Nhưng mà những cái mảng miếng trong đó thì là có nghĩa là miếng thì mấy bạn tập trước rồi. Nhưng mà đường dây kịch bản các bạn sửa lại. Và điều đặc biệt một điều là em để ý nha, anh Tiên ảnh bây giờ dày. Ý là bây giờ em muốn giải thích cho Diệp Tiên của em hay là giải thích cho cái nhóm này, cho các bạn này. Cũng có những dòng thi của Cười Xuyên Việt là anh Tiên đã từng thấy, dù thấy một chiếc xe kéo, thấy một cái vật gì đó, khi mà không biết hết kịch bản rồi anh Tiên ra ngồi suy nghĩ. Giải thích của Puka rất là hợp lý, rất là dễ thương. Nhưng bây giờ chị cũng giống như khán giả rất là muốn cái này thiệt từ trong thâm tâm chị, là anh Tiên nhìn con chó sẽ nghĩ ra kịch bản, anh Tiên nhìn ra cái chiếc xe sẽ nghĩ ra kịch bản, anh Tiên nhìn cái gì mà nghĩ ra em, anh Tiên nhìn anh Tiên em là tuyệt vời rồi, anh Tiên không cần phải nhìn gì, lúc nào em cũng có trong mắt anh Tiên cả. Trời ơi, ghê chưa Thư, mày chết. Đưa chuyện cá nhân vào hơi nhiều rồi đấy. Thật sự nha chị nha, là nhóm tập thì em đứng ngay cái cửa, em coi coi nó có vui hay không. Nhưng mà em coi nửa buổi trời em không cười nổi, em thề luôn. Nói trời ơi tụi bay chết với tao rồi, yeah. Tâm lý em là như vậy luôn đó. Mà ngày hôm nay thì ra diễn thì Lâm thấy được cái sự bản lĩnh. Rồi sao em thấy làm sao, ra diễn sao em thấy làm sao? Bản lĩnh và cái sự duyên dáng quá. Nếu như Nam Thư lai đậm thì Lâm xin xe đậm. Hôm nay coi tiếng mồm này Bảo rất là thích. Mà cái người mà tôi thích nhất trong ngày hôm nay đó là Quỳnh Lý. Dạ, một tràng pháo tay cho Quỳnh Lý. Quỳnh Lý diễn mà Gia Bảo có rớt nước mắt. Cuối cùng em đọc dứt cái câu thơ mà em chỉ còn cái vai thôi, mà cái vai em nó vẫn còn rung cho tới giây phút cuối cùng. Có lẽ em diễn tận cùng với cái nhân vật đó, em không có buồn. Và cái tình yêu đó anh tin nó đẹp lắm. Có những người trong cuộc sống có thể vì một lý do gì đó không thể tiếp tục với nhau, nhưng mà họ luôn mong nhau được hạnh phúc. Xin cảm ơn anh Gia Bảo rất nhiều ạ. Đầu tiên thì anh Sơn nói là kịch bản này là một kịch bản hay mà anh Sơn đã được xem. Tụi em phân bổ vai vế rất đều, người nào cũng có đất diễn hết trơn, không có ai bị lép. Anh Sơn thấy có cái này nữa nè, thường thường kịch bản phải có hậu, tình yêu phải là trên hết. Nhưng mà không, đây là một kịch bản cũng rất hay và mang có tính nhân văn. Tuy rằng tình yêu nó không trọn vẹn, nhưng mà ở đây nói lên cái sự hy sinh. Nói chung đây là một cái vở kịch mà từ kịch bản cho tới đạo diễn, cho tới những cái tình huống ở trong này, cho tới tất cả những tích tắc, lời nói và những cái kết cuộc hoàn hảo ngày hôm nay. Cảm ơn anh Vân Sơn rất nhiều. Chị Kiều Oanh, chị cười hoài luôn á. Chị cười, chị vui thiệt lòng là khi bắt đầu ngồi là chị đã vui rồi. Trước mắt chị 3 nữ mà chị rất yêu thương và rất trân trọng nghề nghiệp của tụi em rất quý. Đó là Nam Thư, Khả Như và Puka. Tụi em rất là đẹp trong cái bộ áo bà ba này. Rồi tự nhiên thấy bà đứa em đẹp, cái chị nhìn lại chị nói mình cũng đẹp. Thành ra cái điều đó. Alo, dạ chị em chính. Dạ, để mà được thành công nhóm này là phải cảm ơn nhóm Kỳ Tài. Tại vì tụi tôi đã thi trước, tụi tôi đã đốt lửa, tụi tôi đã nhóm lửa cho các bạn. Thật sự đầu tiên không có ai mà đội lửa trên đầu mà ra mà đốt. Đúng rồi. Đốt cho sáng lên, cho nóng lên. gãy guốc trong... nữa. Rồi guốc gãy luôn. Trời ơi, tội nghiệp Lâm lắm đó. Thành ra một lát Lâm nó có nhỏ điểm, nó cũng không có gì đâu. Vì sự hy sinh nào nó cũng được trả. Chị nói dẫn cho không khí thôi. Chị chỉ nói như thế này. Một cái kết. Thông thường những cái vở kịch ôi hai bên người giàu kẻ nghèo không được tham sang phụ khó, nó đúng nhưng đó là mô típ cũ. Còn bây giờ mình đang sống trong một cái xã hội đang phát triển, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Em kết như thế này là dấu chấm hỏi rất lớn. Vì sao nhân vật này giàu? Ở góc độ đó là đại diện cho bọn là tôi vì sao giàu? Tôi ăn học, tôi cố gắng làm một người tốt trong xã hội. Khi tôi có tiền tôi sẽ làm những điều có ý nghĩa. Đó là một phe. Còn người nghèo bên đây, người nghèo không có tội. Có đôi lúc người ta cố gắng lắm, người ta làm, nhưng nhiều thứ cái số mệnh đặt để người ta không giàu được. Nhưng không lý do gì số mệnh mà mình không phấn đấu, không thể đổ thừa cho số phận. Cho nên là một cái kết của một dấu chấm hỏi thật to. Khi khán giả xem vào nhân vật này ta ồ, ui nếu tôi là này tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ quán tôi giàu, tôi sẽ cố gắng, tôi gắng. Em kích người ta. Một kịch bản mà kích được cái điều đó thì rất là khó. Và cái thứ hai, một bên là kích và một bên là học hỏi. Ôi nếu tôi giàu có, tôi xử sự như vậy, thấy nó đẹp quá. Tại có đôi lúc người ta giàu quá, người ta sống trong cái giàu có, người ta quên đi cái sự yêu thương, sự san sẻ cho người khác và sự nhún nhường đối với người khác. Hai điều là chị thích cái kết này. Nó rất mới và nó rất hiện đại ngày hôm nay. Tụi em đã cắm từng cái cọc chắc chắn, không dư, không thiếu, vừa đủ cự ly hết. Cho nên nó mới hoàn chỉnh như thế này và nó hiện đại như thế này và mang tính giáo dục và một dấu chấm hỏi thật lớn để người ta phải nhìn và soi vào. Thật sự là quá khen ngợi, quá là hy vọng và rất vui vì một lần nữa bốn đứa chị rất đẹp. Vậy thôi. Wow. Xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Anh rất nhiều. Và đến phần thử thách tăng cường này, và thử thách đó chính là Puka. Mỗi nhóm sẽ chọn ra 3 thành viên, mỗi thành viên sẽ có 1 phút để tán tỉnh Puka. Người nào tán tỉnh Puka mà Puka đồng ý nắm tay là người đó thành công. Lưu ý, nếu thành công mà không có tiếng cười thì cũng thua luôn. Các bạn đã hiểu chưa ạ? 1 phút thảo luận bắt đầu. Phần bốc thăm đầu tiên thuộc về nhóm Kỳ Tài, xin mời 1 phút bắt đầu. Puka ơi, cho anh hỏi tên một con đường được không Puka? Ừ? Anh muốn biết là cái con đường vào tim em đó. Đường vào tim em ôi sao băng giá, trời mùa đông em vẫn hay đi về. Anh thấy là hai đứa mình hát rất là hay. Bây giờ anh nghĩ là chúng ta nên đi tham gia chương trình là duyên dáng bolero đi. Ok, được không em? Đi liền nhá. Nhưng mà mình phải, trước khi đi mình phải yêu nhau mới đi được em à. Ủa tại sao phải yêu? Mình đi thi thôi. Mình là đôi bạn thân, đi thi cũng được mà. Trời ơi, mình là cặp, mình coi là cặp đôi bolero thì nó sẽ hay hơn, đúng không? Ừ, rồi yêu nhau rồi, bây giờ làm sao? Thì chúng ta cùng đi thi, đi. Rồi đi trước đi, tôi đi sau. Em quên đã. Cái gì? Em làm rớt cái gì kìa? Đâu? Rớt kìa, lẫm lên đi. Lẫm lên. Cái gì? Trời ơi, vô thực vật quá, không biết rớt cái gì luôn. Mày rớt luôn rồi, để tao. Puka à? Dạ. Không biết em đi vậy là em có mệt không hả? Dạ, mệt à. Mệt là đúng rồi. Em suốt ngày ở trong tâm trí của anh mà, sao không mệt được? Ôi trời ơi. Em quay một vòng đi Puka, em quay một vòng đi. Ủa đâu mất rồi, đâu mất tiêu rồi. Cái gì rớt rồi mất nữa là cái gì? Đôi cánh đó, thiên thần như em mà không có cánh à. Em hãy yêu anh đi Puka. Anh là một người đàn ông đa năng. Nếu em đói, anh lấy tóc làm mì gói em ăn. Anh ơi. Nếu em buồn, anh sẽ mở Cười Xuyên Việt cho em cười. Còn nếu như nhà em không có chổi thì em anh sẽ nguyện làm cây chổi cho em. Trời ơi anh ơi, anh tuyệt vời quá. Anh thật là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng mà em không thích ăn mì gói. Trời vọng dành quê đó anh mua 3-4 ngàn đô để tặng em. Em vui hí hửng hôm nay, qua ngày em cầm em bán em thứ gì chứ không phải thứ hai. Trời ơi, ủa sao chơi cho anh em vậy? Ca khúc vừa rồi là anh viết riêng tặng cho em đó. Anh yêu em lắm, em biết không? Bữa nay anh qua đây tính rủ em đi ăn lẩu mắm, nhưng mà thôi anh mới ăn phở mới no rồi, bữa khác nha. Puka, nói nghe nè, em lấy anh đi. Nhà anh có con chó đẻ 5 con. Sáng nay mẹ em qua đó xin 1 con nha, anh không cho. Bây giờ nếu em lấy anh thì anh sẽ cho em 5 chó con, khuyến mãi luôn chó mẹ. Em không yêu anh đúng không? Cho anh nắm tay đi, cho anh nắm tay đi. Em không yêu làm sao cho anh nắm tay em được? Em gả Diệp Tiên đúng không? Rất đơn giản, yêu anh đi Diệp Tiên để anh lo, chỉ cần anh kiếm một người con gái thiệt đẹp cho Diệp Tiên là được. Diệp Tiên mê gái lắm anh biết mà. Bây giờ anh nắm tay đi. Bây giờ hãy cho anh nắm tay một lần sao chót. Em ơi thức cho đêm này, mình trong giây phút tuyệt liên hẹn nào. Anh ơi thức tròn đêm này. Quỳ không? Rồi ơi, ôi say. Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược, cánh chim chiều mỏi mắt đợi trong. Bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ em để chứ bao giờ em để anh nói tôi đợi chờ. Hết giờ rồi, hát hoài, hát hoài. Thầy Puka ơi, hồi nãy á anh bị thất tình hết 1 lần rồi, không lẽ em để anh thất tình lần nữa hả? Thì có sao đâu, đời người thất tình được 1 lần thôi. Ai đồn? Anh đồn. Anh à, bây giờ anh muốn yêu anh thì anh phải có cái gì đi chứ. Em tự nhiên bất yêu sao yêu được. Em mà không yêu anh á, anh tự hành hạ bản thân mình á. Hành hạ bằng cách nào? Trời ơi, biến thái vậy. Còn nếu em không nói, anh cho em tối này nè. Vui lắm, vui lắm, vui lắm. Trời ơi, có thêm 1 tô mì gói nữa rồi. Sao gì anh? Cái gì mà lạng lạng hoài vậy anh? Nói đi chứ. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Anh ơi, tạo nét một hồi tét não nha anh. Nói đi, nói đi. Khi mình biết mình không vui thì mình nên im lặng. Puka, em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không? Puka, Puka. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, con thằng lặng đâu vậy? Thằng lặng. Trời ơi, đừng có dụ tôi. Hả? Tôi không sợ đâu. Không phải thằng lặng hả? Không. Chết tôi rồi. Tôi đi về hả? Hả? Anh ơi làm cái gì cho vui vui đi anh ơi. Em làm ơn làm cái gì cho vui vui đi, em thích anh lắm. Thôi chắc về chỉnh nhạc cho vui ha. Em xin chương trình cắt sóng. Em không muốn thấy cảnh này. Thật sự. Tại sao? Chị Puka, cô người ta mà kêu chị là sao? Chị biết lý do tại sao mà bữa nay em qua nhà chị tập bài không? Tại sao em? Em yêu anh Tiên. Cho em một nét nhạc lãng mạn. Người ta hỏi rằng em sẽ yêu anh Tiên trong bao lâu? Em nói em yêu trong 4 ngày thôi. Đó là xuân, hạ, thu và đông. Người ta nói vẫn còn nhiều quá. Em nói em yêu trong 3 ngày thôi. Đó là ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Người ta nói vẫn còn nhiều quá. Em nói em yêu 2 ngày thôi. Đó là ngày chẳng và ngày lẻ. Người ta nói vẫn còn nhiều quá. Em nói vậy thôi, em yêu anh Tiên trong 1 ngày thôi. Đó là ngày em còn bóng. À không, em còn sống. Chị nắm tay em. Em xin hứa sẽ rời xa anh Tiên. Em à, thật sự anh Tiên anh ấy lắm. Em lấy chiếc nhẫn đi cầu hôn ảnh luôn đi. Hết giờ rồi em ơi. Tại sao không diễn nhanh hơn một chút xíu nữa? Xin cảm ơn hai nhóm Kỳ Tài và nhóm Khủng Long Tí Hon đã hoàn thành xong phần thử thách tăng cương. Và trên tay anh Tú lúc này là số điểm của hai nhóm Kỳ Tài và Khủng Long Tí Hon. Ở phần thử thách tăng cường, hai nhóm đều đạt được số điểm 0,5. Cả hai nhóm đã rất thành công trong tiếng cười nhưng không nắm tay được Puka, có nghĩa là vẫn không thành công. Và điều quan trọng nhất đó chính là phần thi chính. Như vậy, đội sẽ chiến thắng trong vòng đối đầu trực tiếp này. Và anh Tú xin chúc mừng cho Khủng Long Tí Hon. Vâng, và như vậy là các bạn sẽ nhận được số tiền 5 triệu trong phần đặt cược cuối cùng của mình. Như vậy, nhóm Khủng Long Tí Hon được nhận ngay 5 triệu đồng tiền mặt chuyển từ quỹ của nhóm Kỳ Tài. quỹ của nhóm Kỳ Tài sau tập 5 bị trừ 5 triệu. Còn chúng ta đã hoàn thành đêm thi Bolero với những tiết mục xuất sắc, mang lại nhiều cảm xúc cho quý vị khán giả. Chương trình Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Công ty Truyền thông Khang thực hiện. Còn bây giờ anh Tú và Khả Như xin chào và hẹn gặp lại.